mời các bạn theo dõi chương 707 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, edit, Thu Hà 5802 beta. Tinh niệm sau đó cuối cùng nói một câu nhanh lên nói xong. Cô liền rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. 5 ngày sau, tình huống Diệp Tiêu cơ bản đã ổn định, được chuyển qua phòng bệnh bình thường. Tuy rằng Diệp Tiêu không có tiền, nhưng lão bà của hắn tài lại là người quyền cao chức trọng. Để Diệp Tiêu vào phòng bệnh VIP, Diệp Tiêu sau khi khôi phục ý thức vẫn luôn thấp thỏm, lúc ấy ở phòng cấp cứu, Tô Yên nói hắn đều nghe được. Cô nói, chỉ cần hắn dưỡng thương cho tốt, cô có khả năng sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng, cô vẫn luôn không tới. Tới giữa trưa vài ngày sau, Tô Yên rốt cuộc tới phòng bệnh. Cô mặc một thân quân trang, đi vào phòng bệnh, đối diện cùng Diệp Tiêu nằm ở trên giường bệnh. Cô nhìn hắn cự tuyệt trị liệu. Diệp Tiêu cúi đầu, không dám nhìn cô, nhưng cắn cắn môi, vẫn là lên tiếng ân, thanh âm dầu dĩ, còn thực quỷ khuất. Tô Yên nể quân mũ trong tay lên tủ, đi đến trước giường bệnh, anh không phối hợp trị liệu, anh còn ủy khuất, Diệp Tiêu lông mi đen nhánh run rẩy, cúi đầu nói em không tới. Tô Yên nhìn hắn em không tới anh liền không chỉ, Diệp Tiêu hơi há mồm, một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng ngậm miệng, không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu, bộ dáng khổ sở, Tô Yên nhìn hắn một cái, từ mép giường đi ra ngoài, Diệp Tiêu cho rằng cô rời khỏi, biểu tình hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách, dây đằng màu xanh lục từ trên mặt đất chui ra, trực tiếp kéo lại Tô Yên. Tô Yên nhíu mày, nhìn dây đằng bên hông, cô dừng chân, quay đầu lại, nhìn hắn, em nhưng thật ra đã quên, anh là người tinh cầu SL, Diệp Tiêu sắc mặt trắng nhợt, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng kiên định, chung quanh dây đằng chen chúc càng ngày càng nhiều, em nói cái gì, đều có thể, nhưng đừng không cần anh, khi nói lời này, Diệp Tiêu hốc mắt đỏ lên, môi đều đang run, cái bộ dáng ủy khuất kia xem ở trong mắt Tô Yên, này người không biết không chừng sẽ cho rằng hiện tại người cưỡng bách là Tô Yên. Sau đó, Tô Yên liền cảm nhận được bên hông một lực kéo rất lớn. Đẩy cô từ cửa đến trước mặt Diệp Tiêu, Diệp Tiêu duỗi tay, ôm lấy cô, vô số dây đằng chen chúc, như là đem hai người vây quanh ở bên trong. Diệp Tiêu thanh âm nghẹt ngào là em đã cứu anh, em không thể, không cần anh, Tô Yên bị hắn ôm chặt. Lúc này, trong đầu truyền đến thanh âm tiểu hoa len keng, ngôi sao thứ ba sáng lên. Ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ, Tô Yên cảm nhận được hắn ôm càng chặt, dù là thân thể cô biến dị cường đại cũng cảm thấy phát đau. Vậy nên có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu sức lực. Không khí yên tĩnh, chung quanh dây đằng chen chúc mà đến đã đem hai người hoàn toàn vây quanh, lâm vào trong một không gian tối tăm, mà những dây đằng kia, càng ngày càng nhiều, Tô Yên cúi đầu, thanh âm lãnh đạm em đã từng nói qua một câu không cần anh chưa. Diệp Tiêu cứng còng thân thể, sửng sốt, Tô Yên ra tiếng trả lời em. Diệp Tiêu cúi đầu không có, Tô Yên lại lần nữa hỏi em có phải đã từng nói qua, vô luận phát sinh cái gì đều sẽ không vứt bỏ anh, đều sẽ không ghét bỏ anh hay không? Diệp Tiêu gật gật đầu, ân vậy, anh đang lo lắng cái gì? Anh là muốn để em cùng anh sinh hoạt trong dây đằng. Diệp Tiêu chậm rãi phản ứng lại, hóa ra cô không có ghét bỏ mình, cũng không phải là không cần hắn a, à. những dây đằng chen chúc tới gần, bắt đầu chậm rãi tản ra bên ngoài, tức khắc rút lui xuống mặt đất. Tô Yên nhìn hắn còn thực dùng sức ôm mình. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 708 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, edit, thu hà 5802 beta. Tình niệm duỗi tay chạm hắn một chút buông ra. Em đi hỏi bác sĩ một chút tình huống của anh. Diệp Tiêu nghe thấy cái này. Lực đạo buông lỏng ra chút. Nhưng, lại không bỏ được cô. Nhỏ giọng nói anh không có việc gì. Tô Yên cúi đầu, cong người nhéo cằm hắn rồi hôn lên, một nụ hôn này làm Diệp Tiêu kích động rồi, chân tay ôm Tô Yên luống cuống, còn tưởng rằng cô còn muốn hôn sâu, kết quả, cô dừng lại, Diệp Tiêu gương mặt phiếm hồng, nhỏ giọng nói vì sao? Không hôn, Tô Yên ấn bờ vai của hắn, thuận thế ấn người ở trên giường, em đi tìm bác sĩ, nói xong, liền đi ra ngoài, Diệp Tiêu muốn ngồi dậy, mới vừa cử động, liền nghe được Tô Yên đi tới cửa nói một câu nằm nghỉ. Diệp Tiêu ngoan ngoãn nắm chăn bông đắp chăn đàng hoàng nằm ở đằng kia chờ, nhưng trên mặt hoàn toàn không giống lúc trước, vừa mới nãy, chính là một bộ dáng bị người trong lòng vứt bỏ, tâm tình tuyệt vọng, hiện giờ, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt long lanh, một bộ xuân tâm nhộn nhạo, bác sĩ thực mau liền tới, kiểm tra diệp tiêu trên dưới một phen, sau đó đi đến sofa, nói với tô yên tốc độ khôi phục thân thể của diệp tiêu tiên sinh thực mau, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, một tháng sau có thể xuất viện, tô yên gật đầu phiền toái ngài rồi bác sĩ vội vàng lắc đầu không phiền toái, không phiền toái, tiễn bác sĩ xong, Tô Yên từ trên sofa đứng dậy, đi đến trước giường bệnh, nghe được, một tháng sau liền có thể về nhà, Diệp Tiêu gật gật đầu, từ khi biết Tô Yên sẽ không vứt bỏ hắn, cả người đều ngoan ngoãn, cũng không lăn lộn, Tô Yên nói em có công việc, sau khi làm xong sẽ đến thăm anh, tuy rằng Diệp Tiêu rất muốn Tô Yên bồi hắn, nhưng hắn biết, đây là không có khả năng, liền gật gật đầu, nhỏ giọng nói anh sẽ chờ em. Tô Yên đỡ giường, nói vì sợ anh nhàm chán, em sẽ gọi Triệu Lâm mang người máy Tiểu Hoa đến. Vừa dứt lời, cửa mở ra, chủ nhân, Tiểu Hoa duỗi hai cánh tay máy hướng tới Tô Yên, trực tiếp ôm lấy đùi Tô Yên liền bắt đầu cọ chủ nhân. Tiểu Hoa rất nhớ chị, cô ấn đầu nó, kéo ra xa, sau đó nói được rồi, em ở cùng Diệp Tiêu cho hắn giải buồn. Tiểu Hoa tại chỗ xoay một vòng tròn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Yên gật đầu nói ta đi đây. Tiểu Hoa gật gật đầu yên tâm ký chủ. Tiểu Hoa khẳng định sẽ bồi Diệp Tiêu tiên sinh thực tốt. Nói xong, Tiểu Hoa xoay người nói với Diệp Tiêu đúng hay không? Diệp Tiêu tiên sinh, thanh âm non nớt cũng không được Diệp Tiêu chú ý. Tất cả lực chú ý của hắn đều ở trên người Tô Yên. Muốn nói lại thôi, Tô Yên nhìn Diệp Tiêu, nội tâm sinh ra một ít nghi hoặc, cô rốt cuộc là nuôi như thế nào? Sao lại càng nuôi càng kiêu khí đây? Nhóng nhẽo như cô gái nhỏ vậy, chẳng lẽ nội tâm hắn còn là tiểu công chúa? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn là đi tới trước mặt diệp tiêu cúi đầu hôn hắn một chút một hôn này diệp tiêu rốt cuộc vừa lòng lôi kéo tay tô yên nghiêm túc nói anh sẽ chờ em tô yên gật đầu được đồng ý xong cô mới ra cửa tô yên vừa đi diệp tiêu liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại một bộ muốn nghỉ ngơi tiểu hoa ở đằng kia rẽ ngang rẽ dọc nó nói diệp tiêu tiên sinh đối với chủ nhân có thể càng lì lợm la liếm một chút dù sao chủ nhân khẳng định sẽ không vứt bỏ người Diệp Tiêu trợn mắt, nhìn về phía Tiểu Hoa vì sao? Tiểu Hoa nói người chẳng lẽ không thấy? Chủ nhân đối với người khác, với những người khác sao? Nếu là người khác, dám đối với chủ nhân như vậy, chủ nhân đã sớm đánh chết hắn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 709 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, edit, tinh niệm Tiểu Hoa một bộ người thật là ngốc mà. Diệp Tiêu ở đằng kia nghe, Tiểu Hoa như là mở ra máy hát, rốt cuộc có người có thể nghe nó nói chuyện ký chủ từ lần đầu tiên nhìn thấy người, liền đối với người nhất kiến trung tình, người nói cái gì, chủ nhân có phải trên cơ bản đều tiếp nhận hay không? Ngay cả thân phận của người chủ nhân cũng đều tiếp nhận rồi. Vô luận ngươi làm cái gì, chủ nhân đều sẽ không tức giận, Diệp Tiêu nghe được thực vui vẻ, đặc biệt là câu tội yên nhất kiến trung tình với hắn kia. Càng làm cho tâm hắn nhảy nhảy lên, Tiểu Hoa lại nói người phải nhanh khỏe lên để cùng chủ nhân có Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Hoa có thể giúp các người nuôi bé con nha tiểu hoa nhịn không được rốt cuộc nói đến vấn đề chính bởi vì nó phát hiện ký chủ giống như vô luận ở bất cứ vị diện nào đều sẽ không có con nó thật vất vả mới có thật thể nó muốn nuôi bé con cho ký chủ diệp tiêu sửng sốt có tiểu bảo bảo tiểu hoa gật đầu đúng vậy chính là chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ phu thê liền có thể có bảo bảo a diệp tiêu vừa nghe đến thực hiện nghĩa vụ phu thê một khuôn mặt phiếm hồng hắn cũng thực thích cùng Tô yên thực hiện nghĩa vụ phu thê thực thoải mái cô cũng thực thoải mái cô sẽ ôm hắn như thế nào cũng không buông tay hắn thực thích nghĩ như vậy diệp tiêu cảm thấy chính mình phải cẩn thận dưỡng thương chỉ có dưỡng thương tốt mới có thể kết quả là mỗi một ngày tôi yên quay lại dò hỏi bác sĩ đều sẽ được tin diệp tiêu phi thường phối hợp trị liệu mà vết thương trên người hắn cũng ngày càng khỏi hẳn một tháng sau diệp tiêu miệng vết thương đã cắt chỉ lại ở bệnh viện ngốc hai ngày xác nhận một chút liền có thể về nhà ngày này giữa trưa Tô Yên theo lẽ thường đi vào bệnh viện, cơm nước xong, Diệp Tiêu lôi kéo tay Tô Yên không buông, một khuôn mặt đỏ bừng. Tô Yên nghi hoặc làm sao vậy? Diệp Tiêu tiến đến trước mặt Tô Yên, hôn cô một chút, sau đó nói anh muốn cùng em thực hiện nghĩa vụ phu thê. Tô Yên gật đầu trên người của anh có thương tích, Diệp Tiêu nghe lời này, người đã dính lại đây anh đã khỏi. Bác sĩ nói có thể. Nói nói, liền đè Tô Yên ở trên sofa, vốn dĩ tiểu hoa ở một bên ôm đùi lập tức bưng kín hai mắt của mình xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Nói xong, xoay người liền chạy tới sau bức màn, một trận hôn môi rơi xuống, Tô Yên xem tư thế này của hắn, phòng trừng sớm đã mưu đồ từ lâu, mà càng làm cho cô cảm thấy mới lạ chính là, từ trước đến nay hắn đều rất thẹn thùng, mỗi lần làm chuyện này, đều là một bộ dáng e thẹn, chờ Tô Yên phát hiện, chủ động nhắc tới, khó có khi hắn trở nên chủ động như vậy, hôn môi xong, cô nghi hoặc hỏi sao lại chủ động như vậy diệp tiêu gương mặt phiếm hồng nhắm mắt lại lông mi run rẩy em đã nói em sẽ dưỡng anh sẽ không vứt bỏ anh vô luận thế nào đều sẽ không vừa nói hắn vừa đỏ mặt cởi quần áo tô yên mỗi một lần tô yên nhìn thấy vẻ mặt của hắn sẽ luôn sinh ra hiểu lầm cảm giác thực ngây thơ nhưng mà chuyện đang làm thực đúng là ngược lại cô câu môi đỏ một chút anh có nguyện vọng gì sao cái gì anh có chuyện gì muốn làm không có cái gì diệp tiêu đỏ mặt ngẩng đầu nhìn cô hy vọng em có thể đối tốt với anh Tô Yên giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn là lên tiếng được. Giọng nói vừa dứt cô hôn lên vành tay hắn. Một cái hôn, Diệp Tiêu lập tức trở nên kích động. Lực đạo cũng tăng, nháy mắt đè Tô Yên ở trên sofa. Giống như những lần trước, ái ủi triền miên, nghiên chuyển nghiêng trở lại. Thực mau, tại gian phòng bệnh này, hương vị nước sát trùng bị tình dục át đi. Bên trong truyền đến thanh âm, thật lâu không thôi, tiểu hoa ngồi sổm trong góc, cũng là ngồi sổm thật lâu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 710 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. sủng lên trời, edit, tinh niệm 70 năm sau, chiến thần Tô Yên qua đời, mà cô cùng với lão công Tuấn Mỹ gầy yếu được truyền thành một đoạn giai thoại. Thế giới 11 kết thúc, khi Tô Yên lại lần nữa tỉnh lại, đã là ở trạm trung chuyển không gian, thanh âm tiểu hoa vang lên len keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trước mặt chị là bảng trị số dung lượng não 30 giá trị thể lực 51 Chị đạt được 9 điểm trị số Ký chủ quyết định thêm ở đâu Tô Yên suy nghĩ một cái Chớp mắt dung lượng não thêm 5 Giá trị thể lực thêm 4 Được Ký chủ Leng Keng Hoàn thành tăng thêm trị số Trước mặt chị là bảng trị số dung lượng não 35 giá trị thể lực 55 ký chủ Nếu không có gì cần hỏi Chúng ta đây liền đi tới vị diện mới nha Tô Yên không nói chuyện Suy nghĩ trong chốc lát Nói tiểu hoa có phương pháp tăng nhanh trị số hay không? Ký chủ, chị là muốn để dung lượng não cùng giá trị thể lực mau chóng khôi phục sao? Ân mời đợi trong chốc lát, tiểu hoa đang tìm kiếm, nửa ngày sau ký chủ, tiểu hoa tìm được một phương pháp, nói đi, ký chủ, những vị diện lần trước tiểu hoa mang chị tiến vào là thuộc về vị diện bình thường. Nếu chị muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng nhiều trị số, cần phải tiến vào vị diện có độ khó cao hơn, khó khăn càng lớn, trị số đạt được càng nhiều. Tô Yên nghe, điểm xấu là gì, điểm tốt là gì? Chỗ xấu chính là vị diện không thể khống chế, tiểu hoa không cách nào xác định ký chủ sẽ bị đưa theo hướng nào, sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Chỗ tốt là nguy hiểm càng cao thì phần thưởng càng nhiều. Tô Yên nghe xong, gật đầu được, vậy chọn cái này. Ký chủ, chị quyết định, ân len keng, nhiệm vụ mở ra, đếm ngược 10981 giọng nói vừa dứt. Tô Yên lâm vào hôn mê, khi nàng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một cái sơn động, trên người mặc y phục màu xanh lá, nàng đầu tiên là sờ soạn toàn thân một lần, bề ngoài là nam nhân, thân thể lại là nữ nhân, nữ giả nam trang, bên ngoài sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhờ vào ánh sáng bên ngoài, ẩn ẩn có thể thấy rõ ràng trong sơn động, đều là xương trắng, nàng muốn chống đất ngồi dậy, tay chạm vào một chỗ nhô lên, cúi đầu vừa nhìn, là một khối đầu lâu, nàng chớp chớp mắt, nhìn lại vào bên trong, cái sơn động này không sâu. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cùng, ở tận cùng bên trong, có một bộ xương trắng, trước mặt cắm một đoạn kiếm ở trên đất, dù quần áo trên người đã mục nát một phần, nhưng vẫn mơ hồ thấy được hoa văn vải dệt, chắc chắn là loại vải thượng đẳng. Khi nàng đang quan sát, bên ngoài truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với thanh âm hộc máu kêu gen, có người, trong đầu Tiểu Hoa lên tiếng leng keng, nhắc nhở mời cứu trợ nam chủ Hoa huynh, nơi này trừ bỏ xương trắng thì cũng chỉ có xương trắng chỉ còn lại người bên ngoài vừa mới rơi xuống kia. Nói cách khác, người bên ngoài kia chính là Hoa Khuynh. Tô Yên đi ra bên ngoài, vừa đi ra tới, liền thấy được nam nhân ngã vào trên cỏ, cả người là máu, môi tím tái, hắn như đã trải qua đánh nhau, trên người khắp nơi là vết thương, một đạo lại một đạo. Tô Yên muốn đỡ hắn lên, cũng không biết chạm vào chỗ nào, hoàn toàn có thể nói, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Nàng buông hạ mặt mày, đi lên trước, duỗi tay lôi kéo cánh tay người nọ nâng từ mặt đất dậy sau đó nâng hắn đi vào trong sơn động tóc hắn rũ xuống trên mặt cũng đều là máu thấy không rõ bộ dáng rất là chật vật chờ nàng đem người tới trong sơn động đỡ hắn nằm ở đằng kia tô yên lục lọi toàn thân thứ gì cũng không có tiểu hoa cứu như thế nào nếu tiểu hoa nhắc nhở để nàng cứu hắn vậy khẳng định là có phương pháp ta xin giới thiệu mấy bé editor mới nha rằng 1 Trang Sagitt Đô Trang GBMT 098 và bé Tinh Nguyên đã theo chúng ta từ lần trước nè. Từ thế giới sau sẽ là mấy bé editor làm, còn ta phụ trách beta ấy nha. Em MN nhớ ủng hộ team nhà nhé. Về lịch đăng thì vẫn là 2C ngày nhưng lịch bảo trường sẽ thường xuyên hơn đó nha. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 711 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, edit, đảng trang beta, tinh niệm tiểu hoa nói ký chủ chị muốn tiếp thu ký ức hay cứu người trước tô yên cứu người leng keng đang mở hình thức kịch bản ký chủ chị có thấy bộ hài cốt trắng đằng sau không ở trên bộ hài cốt kia có một cái hộp bên trong đó có đan dược cùng một quyển bí tịch chị đem đan dược kia cho hắn ăn hắn sẽ không chết tô yên nghe tiểu hoa chỉ thị đi đến chỗ bộ xương quỳ phía sau nó thấy ở một nơi khuất tầm nhìn có cất giấu một hộp đen trong sơn động tối tăm mà cái hộp kia lại được giấu đến kín mít, dù Tô Yên đã biết được vị trí nhưng vẫn phải mò mẫm một hồi lâu. Rốt cuộc cũng sờ đến chiếc hộp, từ phía sau bộ hài cốt lôi ra, lau qua cho bụi trên mặt hộp một lượt, lộ ra bề ngoài chiếc hộp, mặt trên hộp có vẽ một số hoa văn khá phức tạp. Nàng duỗi tay, mở chiếc hộp ra, bên trong có một bình xứ nhỏ đen tuyền và một quyển bí tịch màu vàng. Nàng lấy cái bình xứ, đổ đan dược bên trong ra, đưa vào trong miệng của hắn, Hoa Khuynh toàn thân không một chỗ nào là lành lặn ngồi ở bên cạnh. Chỉ còn lại chút hơi tàn, viên đan dược kia ở trong miệng hắn thật lâu mới từ từ bị nuốt xuống. Tiểu Hoa không cam lòng lên tiếng, ký chủ, chỉ cần gì phải xem vào cơ chứ, vết thương trên người hắn sẽ tự tốt lên thôi. Tô Yên nghe thấy lời này, cầm chiếc bình xứ nhìn thoáng qua, đan dược có hiệu quả không? Tiểu Hoa dối rắm do dự đáp, chắc là sẽ có hiệu quả đi, mới vừa nãy bởi vì sợ hắn sẽ chết. Tô Yên không có nhìn kỹ, hiện giờ vuốt cái bình xứ kia mới phát hiện đồ án được vẽ trên chiếc bình. Nương theo chút ánh sáng mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy được hoa văn trên đó, là một con mãng xà có cánh. Tô Yên tiến lên cầm lấy quyển bí tịch màu vàng bên cạnh. Mà cũng kỳ quái, bên trên quyển bí tịch kia một chữ cũng không có, nhưng ở bìa bên ngoài có một hàng chữ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra, đợi yêu vương tái sinh, thế gian hoàn về bụi đất, nàng nhìn kỹ lại, một lần nữa xác định không còn chữ nào khác liền vứt quyển sách kia sang một bên lên tiếng tiểu hoa truyền tống ký ức vâng ký chủ đang truyền tống ký ức đây là một thế giới tiểu thuyết nàng đang ở trong một quyển sách không chỉ như thế đây lại còn là một quyển tiểu thuyết nam tần tiểu thuyết chủ yếu xoay quanh nam chính đã vậy quyển sách này là một loại văn học hắc ám tam quan sụp đổ quyển sách này tên là yêu vương giáng thế nam chính trong chuyện tam quan đổ vỡ độc ác tàn bạo hắn tên là hoa khuynh cho rằng bản thân được lớn lên trong gia đình hạnh phúc. 12 tuổi phát hiện mình bị phụ thân cho uống các loại độc dược mãn tính từ nhỏ. Âm Mưu muốn nuôi hắn đến 15 tuổi để làm dược nhân. Bởi vì nam chính không cẩn thận phát hiện ra trước, kết quả là phụ thân hắn chẳng những không thấy áy náy mà còn không hề che giấu trực tiếp mang hắn vào phòng luyện. Dược, ngâm độc dược, bắt đầu 3 năm thảm không nỡ nhìn của hắn. 15 tuổi, hắn chạy thoát được ra ngoài, muốn tìm mẫu thân cứu trợ. Nào ngờ trong lúc vô tình phát hiện mẫu thân cùng nhị đệ của phụ thân gian díu với nhau còn nói bọn họ là lưỡng tình tương duyệt bởi vì nam chính lén bỏ trốn nên phụ thân hắn đuổi theo tới nơi liền nhìn thấy nhị đệ của mình ôm thê tử của mình phụ thân hắn giận dữ mang cả ba người đến phòng luyện dược khác với nam chính nhị túc của hắn mới vừa ngâm độc dược được một lát đã đi đời nhà ma mẫu thân hắn cũng vậy trước lúc chết bà ta gom mọi oán hận nguyền rủa lên người nam chính không được chết tử tế sau đó mới thỏa lòng nhắm mắt xuôi tay. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 712 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, edit, trên di beta, tinh niệm 16 tuổi, Nam Chủ lại chạy trốn. Hắn chạy đến nơi thật ra. nghĩ cách vào học tại một trường học, thực mau thiên phú cao siêu của hắn, được lão sư cùng người chung quanh tán thưởng. Lúc ấy, Nam Chủ cũng không có ý định báo thù, hắn vẫn như cũ muốn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này. Nam chủ đại nhân đích thực là thánh mẫu, hắn cho rằng chỉ cần thật tâm đối tốt với mọi người, nhất định sẽ nhận được báo đáp tốt, tâm địa hắn thiện lương, thích giúp đỡ mọi người, kết giao rất nhiều bằng hữu, học 3 năm, đến khi hắn 19 tuổi, được trường học công nhận là thiên tài, là đối tượng học tập để mọi người noi gương theo, nhưng sau đó, không biết vì sao trường học liên tiếp mất trộm, đã vậy còn chết rất nhiều người, tất cả bằng hữu đều vu cáo cho hắn, bảo hắn giết người rồi phi tang lão sư thất vọng đến cực điểm, căn cứ theo quy định của học viện, tước lấy tu vi, bị đánh 100 roi rồi ném xuống vách núi, roi đều không phải là roi da bình thường, mà là loại xương cốt cứng rắn nhất đã qua tuyển dụng. Trải qua nhiều lần tu luyện mới thành công, 100 roi, mỗi lần được thực hiện bởi ba sinh viên, thật trùng hợp, ba người kia chính là bằng hữu của hắn, 100 roi đánh xong, nửa cái mạng cũng suýt không còn, sau đó lại phế đi tu vi, ném xuống vách núi, còn có một hơi cũng xem như hắn phúc lớn mạng lớn. Tô Yến tiếp thu được một nửa ký ức, nhìn thoáng qua Hoa Khuynh đang nằm trên mặt đất, việc này sao có thể dùng hai từ bất hạnh để giải thích. Này cũng quá thảm rồi, phụ thân không xem hắn là người, mẫu thân sắp chết cũng muốn oán độc nguyền rủa hắn, thật vật và mới cho rằng đã thoát khỏi bất hạnh, kết giao được bạn tốt, kết quả còn bị bạn tốt liên thủ hãm hại, phế đi tu vi, lăn lộn thảm như vậy, kết quả lại bị ném xuống chân núi, mà tới đoạn này, quyển sách mới viết được hơn 10 chương trách không được nói quyển sách này là hắc ám văn chuyện với nội dung bi kịch và tam quan đổ vỡ nếu chịu tội lớn như vậy mà còn chưa hắc hóa thì chắc chắn là đầu óc hoa khuynh có vấn đề tiểu hoa nói ký chủ cốt chuyện của chị đã bắt đầu chị thật sự là nhân vật rất quan trọng a à, tô yến dừng lại nói đi tô yên xác thật là có vai trò quan trọng nguyên thân tên tô yên là trưởng lão phái thanh sơn ngẫu nhiên phát hiện một cái sơn động lại ở trong sơn động nhặt được một cái hộp không tên cùng một viên đan dược nàng muốn biết thứ này rốt cuộc là gì liền đem đan dược nhét tới trong miệng hoa khuynh vừa vặn còn thừa một hơi viên đan dược kia chính là một viên thánh dược được làm từ nội gan của một con hoàng kim cự mãng cùng với các loại dược liệu hy hữu luyện chế mà thành con rắn vàng nó có thể thay đổi thân thể nhân loại nhỏ yếu trở thành một con hoàng kim cự mãng chân chính vốn dĩ viên dược này có kịch độc chỉ có nhịn qua kịch độc mới có thể biến thành hoàng kim cự mãng mà Hoa Khuynh từ nhỏ bị phụ thân biến thành dược nhân để tinh chế thuốc. Hắn sớm đã bách độc bất xâm sau khi uống thuốc, dày vò trong 7 ngày hoàn toàn lột xác, trở thành nửa người nửa xa chờ đến khi Hoa Khuynh tỉnh lại, dưới sự giải thích của nguyên thân đã thực mau tiếp nhận thân thể mới của mình hơn nữa lấy được quyền bí tịch kia, bí tịch chỉ có những ai dùng đan dược kia mà còn sống sót mới có thể nhìn thấy bí tịch có thể giúp người sống sót tu luyện công pháp lợi hại nhất thế gian. Trở thành chúa tể của đại lục này, kết quả là Hoa Khuynh bước vào con đường hắc hóa, đoạt được thánh khí, để mình hoàn toàn trở thành hoàng kim cự mãng, sau đó diệt mọi người hoa ra, làm cho trường học trước kia của hắn mỗi đêm chết một người. Khiến mọi người nhân tâm hoảng sợ, ai cũng chạy không được, cuối cùng tất cả đều bị hắn giết chết, sau đó, tu vi hắn càng ngày càng cường đại, hắn chinh phục yêu giới, trở thành yêu vương, dẫn dắt yêu giới hủy diệt cái gọi là danh môn chính phái. Tiếp đó, lại đi san bằng nhân giới. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 713 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. sủng lên trời, edit, đột trang GBMT 098 beta, tinh niệm khắp nơi đều là thảm họa, nơi nơi đều là tiếng kêu gen bi thảm. Rốt cuộc có một ngày, chỉ còn lại yêu giới, hoa khuynh liền bắt đầu không chút do dự động thủ giết người của yêu giới giết đến cuối cùng tu vi của hắn đã là cường giả đứng đầu thế giới trừ khi hắn nguyện ý bằng không căn bản không có người nào có thể giết được hắn cuối cùng cảm thấy cuộc sống không còn gì thú vị hắn quyết định tự bạo phá hủy toàn bộ thế giới tan nát hoàn toàn khi tôi yên hiểu hết toàn bộ cốt truyện yên lặng cúi đầu nhìn về phía hoa khuynh đang nằm trên mặt đất trong đầu thanh âm của tiểu hoa vang lên leng keng tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến cứu vớt thế giới Tô Yên thế giới này còn có thể cứu chữa, nếu như để nàng sớm xuyên qua trước mấy ngày, có lẽ còn có khả năng thay đổi, nhưng hiện tại, chờ đến khi Hoa Khuynh tỉnh lại, hắn đã sớm hắc hóa, ý định của hắn chính là muốn trả thù xã hội, hơn nữa còn có hào quang nam chính, theo nguyên tắc ai cùng hắn đối nghịch thì đều sẽ chết. Như thế làm sao cứu, nghĩ như vậy, nàng lại nhớ tới một sự kiện, ra tiếng tiểu hoa, ở trong sách, nguyên thân kết cục như thế nào vậy? Tiểu Hoa do dự một cái chớp mắt, ách kết cục không được tốt cho lắm. Tô Yên không tốt đến mức nào, toàn thế giới đều bị Hoa Khuynh hủy diệt, còn có cái gì tồi tệ hơn được nữa? Rút gần lột ra, phế đi tu vi, bị ném tới chỗ kiến độc bị gặm cắn mà chết. Tô Yên trầm mặc trong chốc lát bởi vì ta cứu hắn. Bởi vì nguyên thân vào thời điểm hắn tu luyện, đánh nát kim đan, muốn hấp thụ toàn bộ tu vi của hắn. Tô Yên chớp chớp mắt cho nên, ta là vai ác. Tiểu Hoa lập tức nói chúc mừng ký chủ đã đáp đúng nhiệm vụ nguyên bản vẫn làm đúng không? Nhiệm vụ nguyên bản theo như lời Tô Yên chính là làm ba ngôi sao sáng lên. Ếch, vẫn phải làm, ký chủ, chị cố lên, chỉ cần ký chủ có yêu cầu Tiểu Hoa tùy thời giúp chị. Nhiệm vụ này ở cấp bậc biến thái, dù cho Tiểu Hoa là người đứng xem, nhưng lúc nghe cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng. Một kẻ biến thái xà tinh bệnh giáp tâm đen tối muốn trả thù xã hội. Có thể hiểu là bệnh thần kinh, cực kỳ biến thái muốn đạt được toàn bộ tín nhiệm của hắn, còn phải bảo đảm thế giới không thể diệt vong, thật khó a." À. Sau đó, Tiểu Hoa lại nói leng keng, "Nhiệm vụ phụ tuyến, mời ký chủ bảo đảm nam chủ Hoa Khuynh sống sót." Tô Yên nhìn Hoa Khuynh, bên ngoài sắc trời đã tối, nàng đi ra cửa hang động, tìm một ít củi để đốt cùng rơm rạ, ôm mi vào, "Đây là một thế giới huyền huyễn, tu tiên, yêu tu, ma tu, còn có nhân loại hỗn loạn, nhưng mà ngày thường cũng nước sông không phạm nước giếng." Nguyên thân bên người có một cái túi không gian, bên trong là một ít đồ dùng thường ngày, bí tịch, vàng lá, với một ít đồ tốt, nàng tìm một hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một cái mồi lửa, từ trong hang động hiện lên ánh lửa, có lẽ hoa khuynh ăn được viên dược kia, thương tích trên người nhanh chóng khôi phục, Tô Yên ngẫu nhiên sẽ đút hắn uống một ít nước, dùng khăn sạch, nhúng nước lau qua miệng vết thương của hắn một lần, cẩn thận rửa sạch những hạt cát cùng bùn đất miệng vết thương, lau xong một lúc sau đặt người nằm lên dơm dạ đã được bố trí sạch sẽ lót dưới thân hắn thêm miếng vải trắng sạch sẽ làm xong hết thảy thì đêm đã khuya tô yên dựa vào ở ven tường nhắm mắt lại cũng đi vào giấc ngủ hắn vẫn luôn hôn mê năm ngày sau vết thương trên người hắn đã khép lại toàn bộ thậm chí còn không tìm thấy một vết sẹo nào trên người xem tình hình thì một hai ngày nữa sẽ tốt lên chờ đến tối ngày thứ sáu hoa khuynh nằm ở trên dơm dạc không biết vì sao bắt đầu run run thân thể giống như bị cảm lạnh nên rét run. Tô Yên chuyển hắn lại gần trước mặt đống lửa, vốn định làm hắn ấm lên một chút. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 714 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, đảng trang, beta, tinh niệm nhưng hắn vẫn nằm ở đó run dày, lạnh đến cả người phát run. Sau khi nàng trầm tư trong chốc lát, cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo trong, nằm bên cạnh ôm lấy hắn, hắn vẫn run như cũ nhưng xem ra có đỡ hơn lúc trước rất nhiều hai người ở trong tư thế ôm sát lấy nhau mãi cho đến buổi sáng ngày thứ bảy tô yên vốn đang ngủ bỗng cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang dần nóng lên dữ dội càng ngày càng nóng cách một tầng quần áo cũng có cảm giác làn da bỏng đến đỏ ửng lên nàng mở mắt ra phát hiện hoa khuynh đang nằm trong lòng mình đã xuất hiện biến hóa từ eo bụng dưới biến thành đuôi rắn một đuôi rắn màu đen hoa văn lấp lánh ánh vàng rất xinh đẹp nhưng hiện tại không phải nói đến vấn đề xinh đẹp hay không xinh đẹp. Hắn sắp tỉnh, Tô Yên đi xem hắn, bởi vì trước đấy trên mặt hắn đã bị roi quất, đại khái đã tới trạng thái hủy dung, sau khi khôi phục, hắn liền xuất hiện những trạng thái khác thường. Tô Yên vẫn luôn ở bên chăm sóc, thế nên vẫn chưa một lần cẩn thận đi xem bộ dạng của hắn. Hắn hiện giờ đầu tóc rối tung, khuôn mặt dần hiện ra, không phải là một khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tương đối nhu hòa, một đôi mắt phượng hơi trách lên, môi hắn rất mỏng, cánh mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, một khuôn mặt thực đẹp. Nàng vươn ngón tay, chạm tới bờ môi của hắn, tay vừa mới đụng tới, người vẫn luôn hôn mê, mí mắt liền động, chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen nhánh, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng, con người sâu kín khi xem xét Tô Yên không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Yên sửng sốt chàng tỉnh, hoa khuynh nhìn chằm chằm Tô Yên hồi lâu, bỗng nhiên đôi môi tái nhợt câu ra một độ cong, bộ dáng hắn cười rộ lên gương mặt kia phẳng phất như mang theo cả ánh sáng điên đảo chúng sinh chỉ là nụ cười này làm cho người ta không nhịn được mà trong lòng phát lạnh tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên ngươi là ai tô yên chớp chớp mắt tô yên nàng thành thật trả lời thời thời khắc khắc đều luôn ghi nhớ người trước mắt mình tâm trí đã hoàn toàn tan vỡ đã hắc hóa hắn buông mí mắt xuống không có nói nữa thân thể vừa động đuôi rắn lập tức xoay quanh hắn nhìn nửa người dưới của mình từ hai chân biến thành đuôi rắn không hề có một chút khiếp sợ nhiều lắm cũng chỉ nghi hoặc thoáng qua vậy mà sau đó còn mỉm cười sờ lên cái đuôi của chính mình như thể rất thích hắn từ cửa động đi ra ngoài không nói một lời dường như đang thích nghi với cái đuôi này của mình lúc này âm thanh của tiểu hoa lần nữa vang lên trong đầu leng keng nhiệm vụ kịch bản yêu cầu ký chủ trợ giúp hoa khuynh tu luyện bí tịch khôi phục hai chân tàn sát tứ phương ánh mắt Tô Yên nhìn về phía quyển sách bên cạnh kia. Nàng duỗi tay cầm lên, nhưng không có lập tức đưa qua, ngược lại là cầm lấy trái cây bên cạnh ăn một miếng. Chăm sóc hắn nhiều ngày như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên, thấy hắn cuối cùng cũng đã bình phục, nàng mới có tinh thần ăn uống, vốn dĩ cho rằng hắn lắc lư ở bên ngoài trong chốc lát sẽ trở về. Nào biết, hắn vẫn luôn du đáng ở khoảng đất trống ngay bên cạnh sơn động. Đuôi rắn uốn lượn vòng tròn xoay đi xoay lại xung quanh lại từ buổi sáng hôm nay cho đến buổi sáng hôm sau hắn mới một lần nữa đi vào sơn động tô yên nghe được động tĩnh liền tỉnh mở to mắt nhìn hắn hắn quay đầu lại nửa người trên trần trụi đuôi rắn bên dưới uốn lượn hắn khẽ cười đem cái đuôi đặt lên bả vai của tô yên ta đẹp không hắn hỏi ra một câu như vậy tô yên nghiêm túc nhìn hắn sau đó gật đầu đẹp đại khái là ánh mắt của tô yên quá nghiêm túc làm cho sát ý của hắn vừa mới nổi lên lại bị dập tắt Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 715 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm hắn không tin người tên Tô Yên này, tuy rằng là nàng cứu hắn, nhưng khiến cho hắn trở thành cái hình dáng người không ra người. Quỷ ghim ra quỷ, cũng là nàng, trước khi Hoa Khuynh bị đẩy xuống sườn núi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nếu hắn may mắn sống sót, những kẻ có lỗi với hắn và những người mà hắn không vừa mát tất cả đều đáng chết tô yên thuộc về loại thứ hai hắn nhìn nàng thật không vừa mát mặc dù nàng đã cứu hắn nhưng ai muốn nàng cứu rõ ràng có thể không cứu cứ để hắn chết như vậy đi tô yên đương nhiên không biết lúc này hoa khuynh đang suy nghĩ cái gì nàng chỉ ngồi xổm xuống lấy quyển bí tịch từ hộp bên cạnh ra sau đó vươn tay đưa cho hoa khuynh cái này chàng xem đi khóe miệng hoa khuynh hiện lên ý cười con người đen nhánh nhìn nàng đây là thứ gì thanh âm không còn khàn khàn như trước nghe thật ôn nhu cách nói chuyện này biểu tình này ai có thể nghĩ rằng là biến thái đây trên đó không viết gì cả nhưng được đặt cùng viên đan dược ta cho chàng ăn hoa khuynh nhìn nàng một cái thật sâu người cũng không biết thứ ta ăn là cái gì đưa cho ta chỉ là muốn thử dược tính thôi sao tô yên sửng sốt nàng nuốt chút nước miếng trong đầu thanh âm tiểu hoa vang lên tiểu hoa khẩn cấp nhắc nhở sát ý của nam chủ đối với ký chủ rất mãnh liệt Ký chủ, cẩn thận dùng từ." Tô Yên nghe hắn nói, lập tức biết hắn suy nghĩ cái gì. Trước khi Hoa Khuynh 15 tuổi, hắn vẫn luôn bị phụ thân thí nghiệm các loại độc dược trên người để biến hắn thành dược nhân. Đoán chừng là hận thấu xương, Tô Yên lên tiếng, "Đây là chế phẩm thánh dược, có thể thay đổi thân thể để đạt được sức mạnh trí cao vô thượng, nhưng người ăn sẽ phải trải qua cửu tử nhất sinh, rất thống khổ, chẳng lúc ấy chỉ còn lại một hơi tàn, chỉ có dùng nó mới có thể bảo toàn được tính mạng." cũng là tình thế bất đắc dĩ ta mới làm vậy." Tô Yên nói chuyện nhanh hơn ngày thường không ít. Hoa Khuynh nhìn nàng một lúc lâu, mặt mày buông xuống, nở một nụ cười, "Sợ cái gì, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ ta còn giết ngươi sao?" Âm thanh ôn hòa, nghe như gió nhẹ khẽ lướt qua tai làm cho người ta thoải mái. Vừa nói, vừa lấy quyển sách qua, đến khi bắt được vào trong tay, ánh mắt đầu tiên nhìn vào chính là cái gì cũng không có. Nhưng nhìn chăm chăm quyển sách kia trong chốc lát, chữ viết đột nhiên dần hiện ra trên quyển sách, hàng ngàn chữ nhỏ nối tiếp nhau lần lượt hiện ra, rất nhanh chóng hoàn thiện quyển bí tịch. Hắn nhướng mày, xem một lượt từ đầu đến cuối, đây thế nhưng là một quyển bí pháp, đan dược hắn ăn được chế thành từ nội gan cùng kim đan của một con cự mãng hoàng kim thượng cổ bị phong. Ấn, còn có vô số những nguyên liệu tốt nhất, do đó hoàn toàn có thể biến đổi con người thành một con cự mãng hoàng kim hoàn chỉnh Mà quyển bí pháp này chỉ có cự mãng hoàng kim mới có thể tu luyện cự mãng hoàng kim đã từng là đối tượng bị cướp đoạt bởi nó có thể đạt được sức mạnh trí cao vô thượng Sưng vương trên thế gian này trên sách còn nói hiện tại hắn là nửa người nửa rắn muốn hoàn toàn biến thành cự mãng hoàng kim còn cần đến sự phụ trợ của một thánh khí hắn lật xem từng tờ từng tờ một đến khi xem gần xong hắn nắm quyển sách trong tay nhìn về phía tô yên đôi mắt đen nhánh sâu kín nhìn chằm chằm nàng cả nửa ngày sau đó nhẹ nhàng nói ra một tiếng cảm ơn ngươi Tô Yên đột nhiên được cảm tạ mà sửng sốt, ngây ngốc nửa ngày, sau đó liền nghe thấy hắn cười nhẹ nói ta muốn tu luyện. Tô Yên gật đầu, ừm, nàng yên lặng đi ra ngoài, muốn cho hắn một không gian để tu luyện. Bỗng nhiên, một cái đuôi rắn thình lình vắt ngang ở trước mặt nàng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 716 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, đảng trang, beta, tinh niệm chặn đường đi của nàng hắn nắm quyển sách lên tiếng trên này có nói sau này ấy mỗi lần tu luyện đều phải uống máu để kích phát chân khí trong cơ thể tô yên chớp chớp mắt ta đi bắt thỏ hoang cho chàng dựa theo nguyên tắc của yêu vương dáng thế kia có viết mỗi ngày nguyên thân đều phải tìm thỏ hoang cho hắn ngày ngày cung cấp máu giúp hắn tu luyện còn phải cố ý tiếp cận lấy lòng mới có thể sống sót hoa khuynh nâng đôi mắt lên nhìn tô yên nở nụ cười cực kỳ đẹp cần gì phải bắt thỏ hoang thật phiền toái ý của chàng là uống máu ngươi nha, ân nhân cứu mạng, vừa dứt lời, đuôi rắn đã cuốn Tô Yên lên, đưa tới trước mặt Hoa Khuynh. Tô Yên đương nhiên nghe hiểu rõ ý tứ của hắn, sau đó từ bỏ giấy rùa, trực tiếp cúi đầu héo héo, chờ đợi hắn uống máu, nhìn bộ dáng Tô Yên cam chịu như cá nằm trên thớt. Không một chút phản kháng, Hoa Khuynh vươn ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ trắng nõn của nàng. Ôn nhu cười nhạt nói, ân nhân thật tốt, nghe qua giống như thật sự cảm động. Nhưng tốc độ hạ miệng thì không hề chậm lại chút nào. Trong nháy mắt đã dán lên cổ nàng mà cắn, Tô Yên chỉ cảm thấy chỗ bị cắn đau đớn trong tích tắc rồi thôi. Theo đó liền có thứ gì đó dùng sức hút, liếm láp, nàng nhắm mắt lại, ghé đầu vào lồng ngực của hắn, để hắn tùy ý hút máu, có thể phản kháng sao? Thật ra cũng không phải không thể, nhưng nếu nàng phản kháng khẳng định là sẽ ở thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập, hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại, chắc chắn nàng cũng có thể thoát được chẳng qua chờ đến lần gặp mặt tiếp theo khẳng định hắn sẽ không lưu tình giết chết nàng không biết qua bao lâu hắn mới ngừng lại sau đó buông tay ra tô yên bởi vì bị mất máu không có cách nào đứng vững lảo đảo hai bước dựa vào vách tường phía sau đôi mắt hắn đen nhánh không có một tia dao động quét đến ân nhân thật tốt dứt lời hắn xoay người uốn lượn rời đi cứ như thế mỗi ngày vào thời gian nhất định tô yên đều phải cung cấp máu cho hắn đảo mắt một cái đã được một năm cho đến một ngày, Hoa Khuynh đang nhắm mắt tu luyện ở trên bãi đất trống. Không biết qua bao lâu, đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên ánh kim quang, oanh, vang lên một tiếng kịch liệt. Tô Yên ở trong sơn động nghe rõ rành mạch, cát bụi bay khắp nơi trên không trung, một cỗ sức mạnh cường đại đánh tới, đụng vào vách núi xung quanh bãi đất trống, vách núi bị va đập mạch đến nỗi vỡ vụn, đá lăn loạn xuống bãi đất trống kia. Hai ngày trước Tô Yên mới đem Tiểu Hồng thả ra, làm trang sức mang trên tay. Kết quả lúc này, không biết vì cái gì nó bắt đầu run dày. Chủ nhân, em phải trở về, em muốn trở về. Tiếng nói gấp gáp, Tô Yên liền đem tiểu hồng ném vào trong không gian. Thật lâu sau, cỗ sức mạnh cường đại kia cuối cùng cũng tan đi. Nàng đi ra ngoài sơn động, thậm chí còn nghe được âm thanh khóc than truyền đến từ khu rừng bên cạnh. Cự mãng hoàng kim, huyết mạch thượng cổ, có lực áp chế, cho nên những động vật khác đều cúi đầu sưng thần. Lúc Tô Yên đi ra, cát bụi đã lắng xuống chỉ còn lại mình Hoa Khuynh đứng đó, đuôi rắn kia lại lần nữa biến mất, thay thế bằng một đôi chân, không biết hắn lấy ở đâu ra một tấm khăn màu trắng. Quấn lại nửa thân dưới, hắn có vẻ như không để ý chút nào, đối với việc biến thành người lần nữa, cũng không nhìn qua, hắn đi đến trước mặt sơn động, thấy Tô Yên đứng ở cửa sơn động, dương môi lên cười đa tả ân nhân, một tiếng mềm nhẹ, Tô Yên chớp chớp mắt, hắn tiếp tục đi tới gần, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 717 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, đặng Trang, Beta, tinh niệm hắn tiếp tục đi tới gần, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, cười đầy mị hoặc ta có thể có được ngày hôm nay. Đều là công lao của ngươi, nếu như lúc hắn nói, trong mắt có một chút cảm kích, nói không chừng Tô Yên sẽ tin. Đáng tiếc, đôi mắt đen nhánh kia phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Tô Yên sờ cổ của mình, hỏi một vấn đề rất thực tế, còn muốn uống nữa không? Hoa khuynh cúi đầu, môi mỏng dán vào cần cổ Tô Yên, chỗ đó có một dấu răng vô cùng sâu. Mỗi ngày ở chỗ đó, hắn đều cắn một ngụm, hắn là dược nhân, mặc dù bách độc bất xâm nhưng trong thân thể luôn có độc. Vốn bị hắn cắn một cái thì không có gì, nhưng mà ngày ngày đều bị cắn, độc trong cơ thể hắn đã sớm truyền tới cơ thể nàng mơ hồ có thể nhìn thấy vết cắn kia đã hơi chuyển sang tím khi độc mãn tính tiến vào trong cơ thể nàng ngày qua ngày tuần hoàn cho đến một ngày độc xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng chỉ có con đường chết nếu không chú ý sẽ nhìn không ra muốn giải độc cũng không tính là việc gì khó nhưng hắn không nghĩ sẽ giải độc cho nàng đâu nghĩ đến đây hắn cười nhạt sát lại gần tay tô yên gọi một tiếng ân nhân âm thanh có chút giễu cợt tô yên chỉ cảm thấy bên tai có hơi ngứa muốn trốn tránh lại bị hắn gắt gao ấn chặt bả vai, sâu kín nói một tiếng cảm ơn, nói xong mới buông lỏng tay ra. Lúc này, âm thanh của tiểu hoa vang lên trong đầu, leng keng, hoàn thành nhiệm vụ kịch bản, yêu cầu ký chủ trợ giúp nam chính hoa huynh tìm được thánh khí lời nguyền Medusa. Tên này vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt, nhưng đối với hoa khuynh mà nói thì lại là đại bảo bối. Hoa khuynh vào trong sân động thay một bộ y phục rồi đi ra. Đây là quần áo mà hắn mang theo trong túi không gian. Một thân bạch y, viền thêu hoa mai được ở phía trước vạt áo, vốn dĩ là ôn nhu nho nhã, nhưng mặc trên người hắn lại mang theo phóng khoáng, cổ áo bị nới rộng ra không ít so với nguyên bản. Hơn nữa khí chất của hắn bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là người ôn nhu lương thiện, tích cực hướng về phía trước nữa, liếc mắt nhìn một cái đều toát lên sự lười biếng đầy câu dẫn dụ hoặc. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia hơi hơi hướng lên, khi ngậm cười, cũng thật chọc người, cũng chính là cái tính cách này, làm cho người ta nuốt không nổi. Tô Yên lên tiếng, "Chúng ta phải đi rồi sao?" Ánh mắt Hoa Khuynh chăm chú nhìn Tô Yên, "Sao ngươi biết ta sẽ rời đi?" Tô Yên nói là chúng ta, mà Hoa Khuynh nói lại là chính hắn. Tô Yên nghiêm túc đáp lại, "Không phải đã thay ý phục gọn gàng rồi sao?" "Chẳng lẽ không đi?" Hoa Khuynh nhìn Tô Yên trong chốc lát, lười nhác nói, "Ân nhân thật thông minh." Nói rồi hắn đi đến khe núi bên ngoài, Tô Yên đi theo phía sau hắn, nhắm mắt yên tĩnh làm cái đuôi. Cái khe này cũng không phải khe núi bình thường, nó là một cái mê cung có cái tên rất chuẩn xác là vô hồi cốc, có đi mà không có về, nơi này thường bọn họ phát ngốc, chính là vị trí trung tâm của cái khe núi này. Tô Yên đi theo sau cách Hoa Khuynh mấy mét, lúc đi ra ngoài, ước chừng một nén nhang sau, Hoa Khuynh dừng bước, quay đầu nhìn Tô Yên, vẫn cười nhạt như cũ đi theo ta làm gì, Tô Yên thành thành thật thật trả lời muốn đi theo chàng. Hoa Khuynh nhìn Tô Yên một hồi, không nói gì xoay người tiếp tục đi về phía trước, tiến lên một chút nữa chính là chỗ nguy hiểm nhất tên là mê cốp sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì địa thế nơi đây có chút đặc biệt qua nhiều năm đã hình thành nên khí độc có tác dụng làm mê hoặc thần trí con người dễ dàng khiến cho con người bị lạc trong trạng thái hoảng hốt lo sợ rồi từ từ đi đến cái chết tô yên nhìn xương khói trước mặt dựa gần vào hoa khuynh khi đi vào bên trong nàng đã tính che miệng mũi lại để không bị ảnh hưởng nhưng rất nhanh nàng bắt đầu rơi vào trạng thái mất bình tĩnh medusa trong thần thoại hy lạp Medusa là một con quỷ vô cùng hung dữ theo truyền thuyết trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bồng bềnh cực kỳ quyến rũ vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần Athena sắc đẹp của Medusa đã thu hút poseidon khi poseidon theo đuổi Medusa đã chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng ở đây cô sẽ được nữ thần bảo vệ nhưng dù cô có cầu xin Athena thì Medusa vẫn không thể thoát khỏi tay poseidon sau đó Athena biến nàng Medusa thành nữ quỷ có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào đôi mắt chết người đó. Biến mái tóc tuyệt đẹp của nàng thành thân rắn tay của Medusa làm bằng đồng. Móng sắc hơn dao, từ đó, Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp. Chẳng ai còn dám đến gần Medusa, nhưng có một điều đặc biệt là Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 718 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor đặng trang bê ta tinh niệm nàng duỗi tay nhân lúc ý thức còn có thể miễn cưỡng kiên trì kéo lấy tay áo hoa khuynh hoa khuynh dừng lại cúi đầu nhìn ống tay áo mình chỗ đó đang bị lôi kéo gắt gao nắm chặt hắn bách độc bất dâm độc trướng này không thể gây tổn thương cho hắn hắn không cự tuyệt cũng không đón nhận vẫn như cũ duy trì tốc độ ban đầu đi về phía trước lúc đi đến chỗ có sương mù tập trung nhiều nhất tô yên nhắm mắt lại lảo đảo vài bước cả người đập về phía sau lưng hắn Hoa Khuynh quay đầu, nhìn Tô Yên lắc lư muốn ngã, hắn sắc mặt lạnh nhạt, con người đen nhánh không chút cảm xúc, hắn nheo cằm nàng, dán gần tới tai nàng, nói vì sao cứu ta, mục đích tiếp cận ta là cái gì? Hử, hắn nói rồi nói, ngữ khí bỡn cợt như có như không, đầu Tô Yên hỗn độn, chậm gì gì đáp đơn giản chỉ muốn cứu chàng, dứt lời, tiểu hoa trong đầu nhắc nhở, ký chủ, tỉnh tỉnh, ký chủ, mau mau tỉnh, giọng nói của tiểu hoa so với bình thường lớn hơn không ít a à, nàng cau mày khẽ kêu đầu dựa vào trong lồng ngực hoa khuynh lẩm bẩm thật phiền nhưng mà hiện tại nàng bắt đầu dần tỉnh táo lại đôi mắt mở to cảm giác được có một bàn tay không ngừng vuốt ve cần cổ của mình không rời vị trí động mạch chủ chỉ cần dùng lực một chút có thể lấy mạng nàng trong nháy mắt trong đầu tiểu hoa khẩn trương lên tiếng ký chủ tỉnh táo lại bây giờ là thời điểm quan trọng ký chủ cố lên phải sống sót, Tô Yên ngước mắt, trong không gian mênh mông sương mù, nhìn vào con người không gợi sóng của hắn vẫn luôn quan sát nàng. Không có suy nghĩ gì, nàng chỉ muốn thật mau ra ngoài, khổ nỗi nàng cũng không biết người này đang nghĩ gì cả. Cứ như vậy mà nhìn hắn, nàng nuốt nước miếng chàng cúi đầu thấp xuống chút, ta nói cho chàng nghe mục đích, hoa khuynh mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, dựa vào nàng rất gần, Tô Yên ngước cổ lên, nhón mũi chân, hôn lên đôi môi mỏng lãnh đạm kia. Nàng nhắm mắt lại, lông mi run rẩy một tay đặt ở trên vai hắn đến khi hôn xong hít một hơi thật sâu kết quả trướng khí xâm nhập vào cơ thể hoàn toàn mơ hồ nàng nhỏ giọng nói mục đích rõ ràng như vậy cũng không hiểu hay sao lầm bầm xong hoàn toàn ngã vào ngực hắn mà hôn mê thân thể hoa khuynh cứng đờ đứng trong độc trướng kia thật lâu không đẩy ra cũng không ôm nàng vào ngực chỉ đứng đó không biết suy nghĩ gì thời điểm tôi yên tỉnh lại đã nằm dưới bóng cây cổ thụ lớn thấy mình còn sống đoán chắc là được Hoa Khuynh cứu ra. Tiếng nước chảy róc rách vui tai khiến nàng ngẩng đầu lên xem. Một con suối nhỏ trong veo chậm rãi xuôi dòng, Tô Yên đỡ cây cổ thụ từ từ đứng lên, đập vào mắt là hình ảnh Hoa Khuynh đang nướng một con cá. Hoa Khuynh nhìn thấy Tô Yên, môi hắn gợi lên ân nhân tỉnh rồi, mùi thơm của cá nướng rất nhanh ập đến, con cá được nướng xong rất nhanh, Hoa Khuynh duỗi tay đưa cá cho Tô Yên ân nhân ăn trước đi. Giọng nói hắn thật dịu dàng, Tô Yên sửng sốt, phải biết rằng, trong một năm qua, hai người bọn họ trừ lúc uống máu thì không có bất cứ giao lưu tiếp xúc nào cả. Thực chất trong túi không gian của Tô Yên có thức ăn. Nàng vẫn luôn dựa vào đó để chống đỡ qua ngày. Nàng từng hỏi Hoa Khuynh có muốn ăn hay không? Hắn chỉ chằm chằm nhìn nàng rồi lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Xoay người rời đi, đại khái, có lẽ do hắn kế thừa huyết mạch thượng cổ, nên có thể thật lâu mới ăn một bữa cơm cũng sẽ không lo bị chết đói. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 719 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm thế nhưng hiện tại, hắn chẳng những chủ động đi nướng cá mà còn đưa cá cho nàng ăn. Tô Yên nhận lấy, không ăn ngay lập tức mà chằn chọc nhìn con cá hồi lâu. Trong đầu hỏi tiểu hoa, cá này có độc không? Ký chủ, không có độc. Nghe được lời xác định của tiểu hoa, Tô Yên mới nhẹ nhõm ăn từng miếng nhỏ. Cá này rất tươi ngon mặc dù không có gia vị, chỉ cần dựa vào hương vị tự nhiên của cá cũng đã đủ ngon miệng. Tô Yên nghĩ nghĩ, cứu nàng ra, còn cho nàng ăn, liệu có phải hắc hóa đã giảm một chút, nàng cảm thấy, nhiệm vụ ngăn cản hắn hủy diệt thế giới xem ra cũng có chút khả thi. Trong lúc suy tư, tiểu hoa do dự lên tiếng ký chủ, tiểu hoa có chuyện không biết có nên nói cho chị hay không? Tô Yên vừa ăn vừa đáp có liên quan đến hoa khuynh. Ừm, chuyện tốt hay không tốt? Không rõ, à, cứ cho là, theo tiểu hoa thấy thì chuyện này ký chủ không cần thiết phải biết đâu sau một trận rối rắm tiểu hoa quyết định vẫn là không nên nói ừ tô yên lên tiếng nhưng lực chú ý lại đặt hết lên con cá chờ đến khi ăn xong nàng nhìn về phía hoa khuynh phát hiện hắn một miếng cũng không ăn chỉ nhìn nàng ăn nàng chớp chớp mắt có chuyện hoa khuynh chống một tay lên mặt đất tới gần nàng cách nàng ngày càng gần mở miệng không sợ ta bỏ độc sao tô yên nuốt nốt miếng thịt cá sợ nếu không nàng đi hỏi tiểu hoa làm gì còn không phải sợ hắn độc chết nàng sao hoa khuynh cười khó mà có ai thành thật được như nàng thật khác với những người hắn đã gặp qua hắn cúi đầu cắn một miếng thịt cá trên tay tô yên cho đến khi ăn xong miếng đó hắn mỉm cười thịt cá này quả thực rất ngon tô yên gật đầu tán thành hoa khuynh đứng dậy nhìn nàng ân nhân rất muốn đi cùng ta tô yên thành thật gật đầu muốn hắn khẽ gật đầu khóe môi hơi dương lên chỉ nhìn nàng Tầm mắt như cũ không có một tia dao động, một lát sau, hắn xoay người bước chân đi tới phía trước, Tô Yên vỗ vỗ bụi đất trên người, đi theo phía sau hắn, sắc trời dần tối, bọn họ tiến vào trong thành trì gần đó, cửa thành cũng chỉ có hai binh lính canh gác, dường như cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Tòa thành này tên là Bắc Thành, Tô Yên nhà rõ nhà Hoa Khuynh ở Bắc Thành này, khi nghĩ đến đây, Hoa Khuynh ở trước mặt chợt dừng bước, hắn đi tới bức tường trước mặt, đó là bảng cáo thị ở nơi này mỗi năm đều sẽ phát lệnh truy nã cùng với tiền thưởng tương ứng. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ trên đó thì sẽ được một số lượng vàng lá khổng lồ. Ở bảng cáo thị kia, dán một bức họa lớn, trên đó vẽ một thiếu niên toàn thân bạch y, lớn lên rất đẹp, chỉ là mặt mày có chút non nớt. Phía dưới có một hàng chữ, trọng thưởng truy nã, bất kể sống chết, tiền thưởng, một vạn lá vàng, tờ truy nã này được treo ở đây đã nhiều năm, là trọng phạm, người truy nã không ai khác, đúng là hoa khuynh mà người tuyên bố trên bảng cáo thị này là hoa gia tội danh sát mẫu độc phụ tội ác cực lớn hoa khuynh bây giờ so với trên bức họa có biến hóa rất lớn người trên bức họa kia mặt mày chỗ nào cũng mang theo thiện ý ôn hòa còn hoa khuynh hiện tại chỉ một bộ mỉm cười thôi cũng làm cho người ta lui về sau hai bước cả người đều phát run tô yên chỉ nhìn bảng kia một lát xung quanh trừ hai người bọn họ thì không còn ai khác lát sau âm thanh mềm nhẹ của Hoa Khuynh vang lên không nghĩ tới ta còn có giá trị như vậy. Ha, ân nhân có muốn dùng cái đầu trên cổ ta để lãnh tiền. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 720 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Dùng lên trời, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Đảng Trang, Beta, tinh niệm phản ứng đầu tiên của Tô Yên là lắc đầu ta sẽ không so sánh với tiền mạng sống tựa hồ mạnh hơn một ít hoa khuynh cười cười rất thoải mái ta sẽ không trách ngươi ân nhân hắn nói chậm gì gì lại dọc theo con đường phía trước đi tiếp không vào khách điếm ngược lại tiếp tục đi sâu vào phía trong thành trì vòng qua một con hẻm nhỏ đi tới trước cửa của một tứ hợp viện tứ hợp viện hắn duỗi tay làm khóa treo biến mất sau đó đi vào theo như trong sách yêu vương giáng thế có viết nơi này là lúc hắn còn rất nhỏ đã tự mình mua lấy vốn định chờ đến sinh thần 12 tuổi muốn cho phụ thân hắn một kinh kỳ. Ai ngờ, sinh thần 12 tuổi còn chưa tới, mà phụ thân hắn lại cho hắn một kinh hỉ lớn hơn. Ngôi nhà này ngoài hạ nhân trước kia từng đi theo hắn biết thì không còn ai khác. Đáng tiếc, hạ nhân lúc trước cũng bị ném vào trong hồ độc dược cùng với hắn. Đã chết, bởi vì lâu không có người ở nên trong nhà bị bít kín một tầng cho bụi. Nhưng tứ hợp viện này được bày biển vô cùng chỉnh tề. Đồ vật cần có đều có, lau qua một chút là có thể vào ở. Ở trong sân có một vườn ngô đồng, đang ở thời điểm nở rực rỡ nhất, ngô đồng hắn đứng ở trước sân, nhìn vườn ngô kia thật lâu không nhúc nhích. Một canh giờ sau, Tô Yên bưng một chậu nước bẩn đi ra, liền nghe thấy Hoa Khuynh mở miệng ân nhân giọng nói cực kỳ dễ nghe. Tô Yên dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn chậm rãi lên tiếng, những cây ngô đồng này đẹp không? Mỗi cây đều nở rộ thật hoàn mỹ, cả vườn ngô đồng ngập tràn sắc hoa đỏ rực. Tô Yên gật đầu, đẹp Hoa Khuynh cũng lộ ra ý cười ta cũng cảm thấy rất đẹp. Hắn vẫn nhìn hoa kia, dừng một chút lại bổ sung một câu đây là loại cây mà phụ thân ta thích nhất. Vì để khiến ông vui vẻ, ta đã cố ý trồng nó trong viện này, tính toán thời gian cẩn thận để chờ đến ngày sinh thần của ta. Dẫn ông ấy tới xem cây ngô đồng, Tô Yên vốn dĩ muốn đi đổ nước, nhưng nghe hắn nói xong lời này, chớp chớp mắt, bưng chậu đứng đấy chậm chạp không rời đi, ánh mắt hoa khuynh từ cây ngô đồng chuyển lên người Tô Yên phụ thân ta đối với ta thật tốt, ông đã cho ta sinh mệnh thứ hai. Tô Yên nuốt một chút nước miếng, trong đầu, tiểu hoa run rẩy ký chủ, hắn thực dọa người, một người một hệ thống đều biết được chuyện trước kia của hắn. Phụ thân hắn đối với hắn thật tốt, phụ thân hắn không phải cho hắn ăn độc dược, ném hắn vào trong hồ dược, mỗi ngày làm bạn với độc dược cha tấn hắn ba năm sau. Thế này mà tốt, hoa khuynh nhìn Tô Yên vẫn cười như cũ ân nhân, người đã cho ta sinh mệnh lần thứ ba thật sự không biết nên cảm tạ ân nhân như thế nào. Tô Yên nhìn hắn thật lâu, yên lặng xoay người, bước chân nhanh hơn, đem chậu nước bẩn kia đổ đi. Tô Yên đứng ở nơi vừa đổ nước, hít một hơi thật sâu, không thể cứ tiếp tục như vậy, phải có một biện pháp đặc biệt. Tiểu Hoa, có chủ ý gì không? Tiểu Hoa nghĩ ngợi một chút, âm thanh non nớt run dày nói vâng. Ký chủ, dựa theo trên tư liệu có nói, người như vậy, chỉ cần phải cho hắn thật nhiều sự quan tâm và ấm áp để hắn mở ra nội tâm chính tiểu hoa nói ra mà còn cảm thấy không thể tin được với bộ dạng tam quan đổ vỡ kia của nam chủ phải dùng bao nhiêu ấm áp thì mới có thể cứu chữa a những chuyện trong quá khứ của hắn bất luận đặt ở trên người nào sợ rằng chỉ có hai kết cục một là chết hai là biến thái hoa khuynh thuộc về loại thứ hai kia một lúc thì điên cuồng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ lúc sau thì lại tỉnh táo bày mưu tính kế tất cả mọi người thật sự quá khủng bố nàng xoay người trở lại, đột nhiên nghe được tiếng kêu gen đau đớn chuyển đến, nàng đi nhanh hai bước tiến lên xem, phát hiện hoa khuynh đang ôm ngực, mày nhíu chặt, hơi thở của hắn hỗn loạn, nội công tu luyện có vấn đề sao? Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 722 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Đảng Trang Beta, ta, tình niệm hắn đi dọc theo ngõ nhỏ ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi ngõ, đã có người xuất hiện trước mặt, một đám lính đánh thuê, ăn mặc đều mang theo một cỗ phòng túng không kiềm chế được. Bảy người, đi đầu là một nam nhân mặc bạch y, tay cầm một chiếc thiết phiến thiết phiến, quạt bằng sát, hắn cầm quạt nghiêng đầu nhìn Hoa Khuynh, người chính là Hoa Khuynh. Hoa Khuynh nhìn lại những người này, đôi mắt từ trước giờ không có gợn sóng, lúc này đang hỗn loạn, nhưng lúc sau, lại một lần nữa lấy được sự bình tĩnh nàng hôn hắn, còn ôm hắn ngủ, dưỡng thương, nàng lừa hắn, đã vậy, tất cả đều nên đi chết đi. Hắn cúi đầu xuống, hiển nhiên đã lâm vào cảm xúc của mình, vài sợi tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt của hắn, làm người khác không thấy rõ được biểu tình. Đối phương bởi vì chậm chạp không nhận được lời đáp, đã có chút mất kiên nhẫn, một người trong đó phun ra một ngụm nước bọt lão đại. Cùng hắn phí lời làm gì, trực tiếp giết chết, mang đầu hắn đến hoa ra, để ta xem rốt cuộc có phải là hắn hay không giọng nói vừa dứt người kia đã phi hai đầu rìu lớn giết tới vừa vạn đúng lúc tô yên trở về nàng thấy hoa khuynh đứng đó bất động không né tránh sửng sốt giây tiếp theo liền ném thảo dược ra một thanh băng huyền kiếm xuất hiện trong tay vận động linh lực bay qua nàng cầm kiếm trong nháy mắt ngăn lại công kích của hai lưỡi rìu lớn kia ở chung với nhau lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên tô yên tức giận nói chuyện với hắn chàng không biết tránh sao vừa nói nàng lôi kéo cánh tay Hoa Khuynh lui lại đằng sau. Hoa Khuynh nghe thấy giọng nói tức đến hộp máu của Tô Yên. Ngạc nhiên không thôi, nàng cứu hắn, hắn chằn chọc nhìn chằm chằm Tô Yên thật lâu, khí thế âm trầm trên người dần dần tiêu biến. Tô Yên bên này khí thế bừng bừng, tiểu hoa trong đầu kích động lên tiếng leng keng, "Chúc mừng ký chủ, một ngôi sao đã sáng lên." Hoa không nghĩ tới ký chủ vừa tức giận với nam chính, một ngôi sao đã sáng lên, ký chủ uy vũ đồng chí tiểu hoa chỉ thiếu điều cầm một cây cờ phất lên gieo hò thôi. Còn người hoa khuynh sâu kín nhìn chằm chằm Tô Yên, Tô Yên buông tay ra, muốn tiến lên đánh với bọn họ. Kết quả, bị hoa khuynh bắt được cánh tay, nàng sửng sốt làm sao, hoa khuynh nâng tay lên, một làn khói nhẹ từ lòng bàn tay hắn phóng ra, làn khói kia thật mau lan rộng ngập tràn khắp ngõ nhỏ. Người dẫn đầu nheo mắt lại có độc, nhưng vừa dứt lời, cũng đã chịu không nổi ngã xuống mặt đất, toàn thân biến xanh tím sắc mặt đen sạm, độc kia phát tán rất nhanh, dù thở dốc cũng khó khăn, sắc mặt những người đó ngày càng đen, thân thể bắt đầu run rẩy. Tô Yên nhíu mày, cảm thấy đầu choáng váng một trận, chân mềm nhũn, đứng không vững ngã vào lồng ngực hắn. Hoa Khuynh cúi đầu, ôm lấy nàng, nâng cằm nàng lên, hôn xuống, Tô Yên chỉ thấy trong miệng ngập tràn mùi máu tươi, nhưng miệng mình lại không có bị thương, đang nghĩ ngợi, đầu vốn dĩ càng ngày càng đau lại dần dần tốt lên. Nàng mở mắt, ngay lúc hoa khuynh buông lỏng liền nhìn thấy trên khóe môi hắn có một vết máu đỏ mới vừa rồi máu kia hẳn là của hắn hoa khuynh câu môi cười nhạt ân nhân đây là ta cứu nàng tô yên chính chàng hạ độc nói đến đây ánh mắt tô yên nhìn về phía đám lính thuê kia đều đã chết sắc mặt biến thành màu đen căn bản không nhìn ra hình dáng lúc đầu bởi vậy mới có thể thấy độc trên người hoa khuynh có bao nhiêu lợi hại tay hoa khuynh không biết khi nào xuất hiện bên hông tô yên hắn khẽ cười ghé vào tai nàng nhìn thấy rồi chứ, thiếu chút nữa ân nhân đã không còn được xinh đẹp nữa rồi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 723 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm mỉm cười mềm nhẹ nói, làm người nghe cả người đều phát lạnh, tô yên thoát khỏi cái ôm của hắn, đi tới nhặt lên chỗ thảo dược bị ném xuống đất, lên tiếng khí huyết chàng không tốt. Buổi tối tìm thảo dược cho chàng bồi bổ con người đen nhánh của Hoa Khuynh vẫn luôn chăm chú vào Tô Yên. Nhìn một hồi lâu ân nhân tốt với ta như vậy, Hoa Khuynh không biết dùng cái gì để báo đáp đây. Hắn vừa nói, vừa rào từng bước tiến tới chỗ Tô Yên, họa tiết hoa mai theo bước chân mà đong đưa mở ra. Hắn tùy ý cười nhạt, mang một chút lười biếng, một cái giơ tay nhấc chân thong rong tùy ý cũng làm cho người ta nhịn không được mà nhìn chăm chăm thật. Lâu, Tô Yên thu hồi tầm mắt, không có trả lời hắn, nói đi thôi, trở về nàng cầm thuốc dọc theo con hẻm nhỏ đi vào trong, sắc trời dần dần tối xuống, mấy ngày kế tiếp, Tô Yên mỗi ngày đều sắc thuốc cho hắn uống, tuy rằng cũng không biết cụ thể nguyên nhân là gì, nhưng có thể cảm nhận được, hơi thở âm trầm trên người hắn hình như thu liễm lại không ít. Mỗi ngày hắn sẽ luôn đi đến vườn cây ngô đồng kia ngắm một hồi lâu. Nhìn hành động kia của hắn, còn tưởng rằng hắn đang nhớ tới phụ thân tốt của mình. Đáng tiếc, Tô Yên biết phụ thân hắn đối xử với hắn như thế nào hắn lại nhìn chằm chằm cây ngô đồng mỗi ngày như thế thật khiến người khác bất an lo sợ vì thế nàng còn cố ý hỏi tiểu hoa một câu hoa khuynh khi nào diệt hoa ra ký chủ không lâu sau khi hắn tìm được thánh khí nghe thấy vậy tâm tô yên mới thả lỏng xuống nhưng nào biết hoa khuynh thế mà không làm theo kịch bản buổi tối hôm đó cơm nước xong xuôi hoa khuynh lại đứng ở dưới cây ngô đồng nhìn thật lâu hắn nhắm mắt lại khóe môi mỉm cười như nhớ tới chuyện gì đó thực sự vui sướng Tiếp theo, chậm rãi nói ân nhân có muốn đi gặp phụ thân ta không? Tô Yên trả lời rất quyết đoán không muốn. Hoa Khuynh quay đầu lại, đôi mắt phượng nhìn Tô Yên vì sao? Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, đi gặp gia phụ cũng là điều đương nhiên. Tô Yên uống một ngụm trà, lắc đầu ta cứu chàng. Chỉ cần chàng thật tâm cảm kích ta là được rồi, ta cái gì cũng không cần. Con người Hoa Khuynh hiện lên một tia kín đáo ân nhân có còn nhớ rõ bức truy nã dán trên bảng cáo thị kia. Không, ừm, nhớ rõ người tuyên bố chính là hoa gia tô yên nghe hắn nói rất nghiêm túc ta sẽ không bắt chàng đi đổi tiền con người hoa khuynh hiện lên một cảm xúc không rõ ràng hắn từng bước một tới gần không chút để ý hỏi ân nhân nếu có bất cứ nghi hoặc gì ta có thể giúp ân nhân giải đáp tô yên lắc đầu không có khi nói chuyện hắn đã muốn chạy tới trước mặt nàng tô yên ngồi ở trên ghế đá hắn đứng ở bên cạnh từ trên cao nhìn xuống tiếp đó hắn cong lưng cúi xuống ân nhân không có nghi hoặc nhưng ta lại có nha, mong ân nhân giúp ta giải đáp. Nói xong, căn bản không cho Tô Yên thời gian để trả lời, tay đặt ở trên vai nàng, khiến hai người đối diện nhau, bắt đầu hỏi ân nhân cứu ta, không cầu tiền tài, không cầu danh lợi, vậy vì sao lại đối tốt với ta như thế? Hay ân nhân vốn là người thích làm việc thiện, ơn trạch nhiều ban phát khắp thiên hạ, Tô Yên yên lặng muốn rời tầm mắt đi, kết quả bị người nheo cằm, cưỡng bức đối diện cùng đôi mắt đen nhánh kia, tầm mắt hắn sâu thẳm gắt gao nhìn nàng lúc nói vẫn là âm thanh ôn nhu đó ân nhân nói đi ta muốn nghe tô yên muốn lui cũng không thể lui hắn một hai phải muốn một cái lý do không có lý do gì nàng nói một câu như vậy ngón tay hoa khuynh vỗ về chơi đùa trên gương mặt tô yên mỉm cười nào có ai sẽ đối xử với một người xa lạ tốt như vậy đâu ân nhân nếu như nói không được nguyên do chỉ sợ là cất giấu một bí mật rất lớn cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 724 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tình niệm hắn nói chuyện nhìn có vẻ như rất nhẹ nhàng. Nhưng kỳ thật đang từng bước ép sát, nhất định phải hỏi ra một cái lý do, bày ra tư thế kia, nếu nàng nói dối thì một giây sau phải bỏ mạng tại đây. Tô Yên nghiêm túc nhìn hắn chàng thật sự không hiểu, không hiểu, Tô Yên tháo dây cột tóc trên đầu xuống, lộ ra mái tóc dài, gió nhẹ thổi tới, phiêu động trong gió, làm cho gương mặt nàng càng thêm một phần nhu mì thục nữ. Tô Yên nói như vậy thì sao? Hoa Khuynh hơi nhíu mày mời ân nhân nói kỹ càng hơn. Nàng chậm rãi thò lại gần, dựa vào hắn, sau đó, đôi môi đỏ dán lên bờ môi mỏng kia, khẽ chạm vào một chút, ngữ khí nghiêm túc ta muốn chiếm giữ chàng cho riêng mình. Cái này có tính là lý do không? Nói xong nàng hạ mắt, cắn lên khóe môi mỏng lạnh băng kia, tay ôm lấy bờ vai của hắn, cả người đều dán ở trong lồng ngực hắn hoa khuynh vẫn không nhúc nhích trong đôi mắt trước giờ không có bất kỳ một gợn sóng nào khi nghe đến câu nói muốn chiếm cho riêng mình kia của nàng không nhịn được mà rung động tô yên hôn trong chốc lát thấy hắn không có phản ứng ngẩng đầu nghiêm túc lên tiếng mạng chàng do ta cứu nên chàng phải là của ta nói rồi nàng cũng không có thêm lời nào nữa cứ vậy nhìn hắn chờ đợi hắn trả lời rốt cuộc tay hoa khuynh hướng xuống vòng qua ôm lấy eo tô yên hắn đứng lên thuận tay nhấc hẳn người lên trực tiếp ôm tô yên vào trong lồng ngực mình vốn cho rằng nàng muốn lấy thứ gì trên người mình không nghĩ tới lại là nguyên nhân này đôi mắt hắn nhìn xuống nếu ân nhân phản bội sẽ bị ta thiên đao vạn quả trong âm thanh của hắn mang theo tiếng cười nhạt người không biết còn tưởng rằng hắn ôm lấy nàng ghé vào bên tai nói lời âu yếm tô yên thấy hắn tựa hồ đã tiếp nhận nàng cũng thực nghiêm túc gật đầu đương nhiên bộ dạng nàng hiển nhiên làm hoa khuynh bật cười ân nhân thật hợp với khẩu vị của ta làm cái gì đều có thể khiến ta vui vẻ lúc nói những lời trêu đùa này hơi thở âm trầm bức người kia tựa hồ đã biến mất tô yên vốn tưởng rằng ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày rồi sẽ đi tìm thánh khí nào biết vào một ngày nọ khi nàng đi ra ngoài bốc thuốc trở về bị một đám người không quen biết ngăn cản người dẫn đầu đánh giá tô yên một lượt từ trên xuống dưới giữa mày mang theo ngạo khí đi theo chúng ta tô yên đứng bất động ở chỗ đó chỉ nhìn bọn họ người dẫn đầu kia khinh thường hư lạnh một tiếng liền xuất hiện một người khác có vẻ rất lợi hại, là kỳ Nguyên Anh, người kia đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, tên dẫn đầu cất dọc đi theo chúng ta, hoặc là, chết, xem tình huống này, tất nhiên là đánh không lại, đã đánh không lại, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ, Hoa Khuynh sẽ đến cứu nàng, thời điểm khi nàng tới gần tên dẫn đầu, một mùi hương lạ truyền đến, trước mắt tô yên tối sầm, sau đó hoàn toàn ngất xỉu, không có ý thức, ngay khi nàng ngất xỉu, nghĩ nghĩ, ở thế giới huyền huyễn này, động một tí là bị hạ độc. Khi Tô Yên tỉnh lại, thấy mình ngồi ở trên ghế, nhìn xung quanh, phát hiện đây là một thính đường cổ kính, bàn ghế làm bằng gỗ hoa lê, trên trần nhà trưng bày cửu long, chính khí lượn lờ lan tỏa khắp nơi. Trong thính đường này bày biện không nhiều đồ vật lắm, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp cổ xưa cùng xa hoa. Tỉnh rồi sao, tiểu cô nương, một nam nhân mặc cẩm y theo bào, ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt hắn ta vô cùng hòa ái, Vừa thấy như là một người lương thiện, đáng tiếc cặp mắt kia, tâm kế dục vọng quá nặng, Tô Yên nhìn hắn nửa ngày ông là ai? Nam nhân trung niên cười rộ lên ta là phụ thân của Hoa Khuynh. Không biết con ta có từng nhắc qua với cô chưa? Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 725 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm Tô Yên nghe hắn nói, thần sắc đạm bạc có nhắc tới, vừa nói nàng vừa quan sát người này thật cẩn thận nam nhân kia nghe tựa hồ có chút hứng thú hử hắn nói như thế nào tô yên trả lời hắn nói phụ thân rất tốt với hắn thích nhất cây ngô đồng còn từng muốn vào ngày sinh thần tặng ngôi nhà do chính hắn mua cho ông nam nhân sửng sốt bước tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống thở dài đứa con này của ta ta thật sự đau lòng cho nó hiện tại đã rất lâu không thấy thật nhớ nó quá thời điểm nói nơi đáy mắt có chút đỏ lên cái bản lĩnh ngụy trang này một đứa trẻ hơn 10 tuổi chưa trải sự đời có thể không bị lừa sao? Huống chi đây lại là phụ thân hắn, nam nhân kia lại cười nói cô nương có bằng lòng cùng ta chờ hắn tới hay không? Tô Yên không nói chuyện, hắn ta thở dài là gia nhân nhà ta không hiểu chuyện, mới khiến cho cô nương bị hôn mê, chờ đến khi tiểu huynh tới, nhất định sẽ đem gia nhân kia giao ra, tùy ác ngươi xử lý, nói đến đây, trên khuôn mặt chớp mắt đã tràn đầy bực bội, nhìn qua thật giống như rất tức giận, đang nói chuyện, chợt có một người chạy vào thông báo lão gia hoa khuynh thiếu gia đã trở lại đôi mắt nam nhân kia sáng ngời lập tức đứng dậy còn thất thần làm gì nữa còn không mau đưa người vào một đôi mắt tràn đầy nóng bỏng tô yên ngồi ở chỗ đó thử điều động một chút linh khí phát hiện vô dụng chính mình bị hạ dược còn chưa được giải nói cách khác nàng hiện tại không khác gì một người bình thường lúc này hoa khuynh đi đến vẫn một thân bạch y khóe môi mỉm cười đôi mắt phượng hơi trách lên ánh mắt đầu tiên là đảo qua người Tô Yên, sau đó chuyển rời về phía phụ thân hắn. Hai phụ tử nhìn nhau thật lâu, lúc sau hoa khuynh hành lễ phụ thân, con đã trở lại, hoa phụ hai mắt rưng rưng tốt, tốt lắm, con trai, trở về là tốt, nói xong, biểu tình hoa phụ càng ngày càng cao hứng con trai, chờ thêm hai ngày nữa cùng phụ thân đi thăm mẫu thân con. Đoán rằng nàng sẽ vô cùng cao hứng, hoa khuynh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc phụ thân đang nói cái gì vậy mẫu thân không phải bị ông độc chết đến một màu xương cốt cũng không trừa lại hay sao phụ thân muốn con đi bái kiến vị mẫu thân nào thế hoa phụ nghe được lời này một chút xấu hổ cũng không có ngược lại lau khóe mắt đang cao hứng rơi lệ ta cho rằng con đã quên không nghĩ tới còn nhớ rõ như vậy tiểu khuynh có còn nhớ rõ những con bò cạp độc nhớ rõ hồ độc dược kia thật là không uổng phí công ta đã tỉ mỉ giáo dưỡng con một phen đôi mắt hoa phụ như bắn ra ánh sáng dùng sức nhìn chằm chằm hoa khuynh con trai cùng phụ thân đi thôi phụ thân sẽ không hại con a à. nói xong liền muốn kéo tay hoa khuynh hoa khuynh tránh né một chút thân thể hoa phụ cứng đờ không thể tin được tiểu khuynh lại không nghe lời sau đó nghe thấy ông ta thở dài nói tiểu khuynh cũng không nên trách phụ thân tàn nhẫn độc ác về sau chỉ có thể đánh gãy tay chân ngươi đem ngươi nhốt lại trong hồ độc dược mới bảo đảm ngươi không chạy ra được hoa phụ vẫy tay chỉ vào mấy người bên cạnh các ngươi tới gần như tất cả đều tiến về phía hoa khuynh đám người lúc trước đến trói tô yên còn có cả vị nguyên anh lợi hại kia nữa hoa khuynh mím môi cười nhìn phụ thân hắn phụ thân không còn giả vờ nữa hoa phụ nghi hoặc tiểu huynh đang nói cái gì vậy cái gì giả vờ với không giả vờ vì phụ vốn dĩ chính là cái dạng này còn ngươi đáng lẽ nên trở thành một dược nhân thượng hạng của ta vì cái gì nhất định phải chạy đi rồi chịu cái tội không có thật này cơ chứ dùng biểu tình cùng với bộ dáng quan tâm nói ra những lời làm người khác cảm thấy kinh sợ như vậy Hoa phụ xác thực là người đầu tiên, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 726 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm Tô Yên ngồi ở trên ghế, vẫn luôn không mở miệng, nhìn một đôi phụ tử này rằng co. Thật lâu sau, Hoa Khuynh nhìn Hoa phụ, để lại một câu ta vẫn luôn biết, phụ thân thích cây ngô đồng nhất, giọng nói vừa dứt, hắn lắc mình biến hóa hình dạng nửa người nửa xa xuất hiện đuôi rắn màu đen hoa văn màu vàng tinh xảo uốn lượn xoay quanh trên mặt đất hoa phụ đầu tiên là sửng sốt dây tiếp theo đôi mắt tràn đầy ánh sáng các người tới mau bắt lấy hắn bắt lấy hắn so sánh với sợ hãi ông ta càng hưng phấn nhiều hơn hoa khuynh không thèm để ý đến bọn người đó nhìn về phía tô yên ngữ khí nhàn nhạt nói nhắm mắt lại tô yên nghe lời thành thành thật thật nhắm hai mắt lại nàng ngồi yên không nhúc nhích tiếp đó liền nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên bốn phương tám hướng. Cùng với đó là tiếng kêu la thảm thiết, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiểu hoa nói, âm thanh non nớt, mang theo thảm đạm ký chủ, nam chính đại nhân dẫm đầu những người kia xuống dưới, buồn nôn quá, muốn phun, nửa canh giờ sau ký chủ, nam chính đại nhân hút sạch tu vi của cái vị nguyên anh kia. Còn nghiền nát nội đan của hắn, người kia đã tự sát, tô yên nghe rất rõ ràng, chung quanh có tiếng thủ vệ bò lết, khấp khảnh muốn chạy ra khỏi nơi này âm thanh tiểu hoa đột nhiên trở nên dồn dập ký chủ. Cái người phụ thân kia của hoa khuynh đang tiến tới chỗ chị. Ông ta muốn bắt chị, Tô Yên gắt gao nhắm chặt mắt, cả người căng cứng lại, chuẩn bị nhận lấy một chiêu chí mạng. Kết quả, đã qua một lúc, chậm chạp không thấy gì xảy ra, nàng hỏi tiểu hoa người đâu, A chân bị đứt một đoạn, ngã trên mặt đất ngất xỉu. Tô Yên trận đánh nhau này rằng co thật lâu, không, không phải đánh nhau, phải nói là đơn phương tàn sát, Hoa Khuynh tiêu diệt hoa gia so với trong sách hình dung có hơi chậm một chút. Cũng đúng thôi, hắn còn chưa trở thành cự mãng hoàng kim chân chính, nhưng cho dù là vậy, với thực lực hiện tại, những người kia vẫn không phải là đối thủ của hắn, trừ bỏ mấy người tương đối lợi hại, hao phí chút thời gian, thì những người sau giống như cắt từng miếng, tốc độ thật nhanh, chỉ một lát sau, mùi máu tươi nồng đậm thổi qua, một câu máu chảy thành sông chính là để hình dung tình trạng hiện giờ. Hoa gia bị diệt môn từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời hoàn toàn tối đen chỉ còn hoa phụ là người sống sót cuối cùng của hoa gia hoa khuynh cố ý lưu lại ông ta hoa phụ tỉnh lại một chàng máu me xác người giải rác đập ngay vào mắt. cuối cùng thì trong cặp mắt chứa đầy dục vọng kia đã dấy lên sợ hãi đại khái hắn trước nay không có nghĩ tới hắn thân là gia chủ hoa gia lại có một ngày cũng giống như cá nằm trên thớt làm giao thớt trong khoảng thời gian dài cho rằng chính mình có thể áp đảo hết thảy mọi thứ trên đời bất luận kẻ nào cũng không trừng phạt được hắn nhưng trên đời này làm gì có cái gì là tuyệt đối đâu hoa phụ kéo cái chân tàn phế từng bước dịch về phía sau không ngươi không thể làm thế với ta không có bất cứ kẻ nào có thể giết được ta mặt ông ta loang lổ toàn máu là máu lời nói lộn xộn trở thành kẻ thua cuộc cũng không cách nào lại giả vờ chỗ nào còn có bộ dáng âm hiểm cầm thú như trước kia dưới thân hoa khuynh lại lần nữa biến thành hai đùi hắn từng bước một đi tới trước mặt hoa phụ Hoa Khuynh nhắm mắt lại, lắc lắc cổ phụ thân yên tâm, ta sẽ khiến cho nơi này tất cả đều là cây ngô đồng. Để chúng nó mỗi một ngày bồi phụ thân, hắn từ trong túi móc ra một bao hạt giống cây ngô đồng. Rắc trên người Hoa Phụ, mà Hoa Phụ cũng không biết vì cái gì đột nhiên ngã trên mặt đất. Hoảng sợ bịt tay gào thét, không, không cần, cách xa ta ra, cút ngay, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 727 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều sủng lên trời, Edith Cho, Đặng Trang, Beta, tinh niệm tiểu hoa nuốt nước miếng, run rẩy giải thích cho tô yên ký chủ. Những cây ngô đồng kia chính là lúc trước mỗi một người tô phụ giết chết đều sẽ chôn thi thể của những người kia ở dưới gốc cây ngô đồng. phía sau hoa gia có một vườn cây ngô đồng rất lớn. càng nghe những chuyện xưa kỳ dị phát sinh ở trên người nam chủ, càng có thể lý giải vì sao nam chủ biến thành cái dạng này. sống trong hoàn cảnh như vậy, ai có thể không bị điên? Hoa phụ hoảng sợ quá độ, lại ngất đi, hơn nữa mất máu quá nhiều, hơi thở đã thoi thóp. Hoa khuynh nhìn bộ dạng hoa phụ yếu ớt, không có hứng thú, giơ tay, giết chết, làm xong hết thảy, lực chú ý của hắn dừng lại trên người tô yên, khí thế âm trầm vừa nãy, không biết vì sao yếu đi một ít, hắn cong môi tiến tới bên người nàng, thật sự vẫn luôn nhắm mắt, tô yên gật gật đầu ưm hoa khuynh cười ân nhân cũng thật nghe lời. Tô yên nuốt một chút ta sợ sẽ ăn không ngon nàng thành thật biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình hoa khuynh sửng sốt một chút sau đó liền cười hắn duỗi tay kéo tay tô yên ôm mở người vào trong lồng ngực nhưng vừa đứng dậy nàng lảo đảo một bước mới phát hiện trên đùi một chút sức lực cũng không có đứng không được hắn hơi dùng sức ôm eo nàng mới làm nàng không đến mức té ngã tô yên mở mắt, cúi đầu nhìn chân của mình ngẩng đầu muốn nói chuyện liền thấy thi thể vắt ngang trồng chéo chất đầy trong phòng máu me be bét nàng yên lặng rời tầm mắt, hoa khuynh hơi khom xuống, dán vào tay nàng nói sợ, tô yên lắc đầu không sợ, hoa khuynh nghe được câu trả lời, nhìn nàng, con người đen nhánh không gợn sóng kia hiện lên một tia cảm xúc, đầu ngón tay vỗ về chơi đùa đôi môi hồng nộn của nàng, hắn cười ân nhân luôn khiến cho ta kinh ngạc không ngớt, ngữ khí mềm nhẹ, mang theo hơi thở đầy trầm ngâm cùng với huyết tinh, so sánh với cái này, nàng càng quan tâm đến chân mình hơn, ta, hình như không thể đi được. Hoa Khuynh nắm lấy Tô Yên, sau đó buông ra, lập tức ôm ngang nàng lên ân nhân không cần lo lắng. Hoa Khuynh có thể ôm ân nhân đi, trong đầu, âm thanh của tiểu hoa vang lên ký chủ yên tâm, không có gì đáng ngại, là tác dụng của mê dược, đây là phương pháp chế dược bí truyền của Hoa gia, chính vì là sợ có người sau khi tỉnh táo sẽ chạy trốn. Tô Yên vừa nghe xong, hoàn toàn yên lòng, đầu dựa vào ngực Hoa Khuynh, nói đói bụng, muốn đi ăn cơm, Hoa Khuynh nhướng mày một cái cúi đầu liếc mắt nhìn tô yên ân nhân nói cái gì thì chính là cái đó nữ nhân này luôn nằm ngoài dự kiến của hắn vốn tưởng rằng khi nhìn thấy cảnh tượng kia không bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thì cũng sẽ hoảng sợ nhìn hắn lòng đầy căm phẫn của trách hắn đôi ba câu nào biết nàng chỉ nhìn có vài lần không có bất cứ cảm xúc nào đã vậy còn thảo luận về vấn đề ăn cái gì phảng phất như đó là việc không đáng nhắc tới lực chú ý nàng tất cả đều đặt trên người hắn cảm giác này thật tốt đẹp hắn thích tất cả lực chú ý nàng đều ở trên người hắn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn thích bộ dáng khi nàng nhìn hắn thật chuyên chú thật nghiêm túc suy nghĩ như vậy tựa hồ trên người vị ân nhân này có rất nhiều ưu điểm hoa khuynh ôm nàng bước chân hướng đến tứ hợp viện nơi bọn họ đang ở bởi vì tác dụng của mê dược tô yên phải nghỉ ngơi ba ngày thân thể mới hoàn toàn có sức lực cuối cùng chính mình cũng đã có thể đi lại trong ba ngày này vẫn là hoa khuynh luôn ở bên cạnh chiếu cố nàng, hắn chẳng những không cảm thấy phiền chán, mà hình như còn rất hưởng thụ. Chờ đến ngày thứ ba, khi Tô Yên có thể xuống giường đi lại bình thường, hắn ngược lại còn lộ ra một chút tiếc nuối. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 728 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Dùng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm chỉ là tu vi của Tô Yên còn bị áp chế. Phải một tháng mới có thể khôi phục. Hoa Khuynh vẫn chưa có biểu hiện mất kiên nhẫn. Hai người bọn họ ở đến ngày thứ ba thì lên đường. Một đường hướng thẳng ra ngoài thành. Lúc đi ánh mắt Hoa Khuynh như có như không đảo qua người Tô Yên. Thật lâu sau, hắn cười nhạt ân nhân ngoan ngoãn đi theo ta như vậy. Không hỏi đi đâu, không sợ ta sẽ bắt cóc nàng bán đi sao. Tô Yên chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi lại chàng sẽ sao. Hoa Khuynh ra tăng ý cười ân nhân đã cứu ta. Ta sao có thể nhẫn tâm xuống tay với ân nhân được. Bộ giạc ôn ôn nhu nhu tuyệt đối không thể liên tưởng đến trước đó vài ngày hoa gia diệt môn do một tay hắn tạo ra một lát sau hoa khuynh chủ động giải thích chúng ta sẽ đi đến thôn xà nhân tìm kiếm một thánh khí tô yên gật gật đầu không có hỏi nhiều chuyện này nàng cơ bản đã nghe tiểu hoa nói qua theo như trong nguyên bản nhân loại cùng yêu tộc không có bất cứ giao lưu gì với nhau đây là pháp tắc mà trong lòng mọi người đều biết rõ ràng yêu tộc cũng chưa bao giờ nhìn qua nhân loại cho nên sự kết hợp giữa nhân và yêu tại đại lục huyền huyễn rất ít xuất hiện gần như không có nhưng xà yêu thì lại không giống như vậy người ở thôn xà nhân toàn bộ thôn trang đều là nửa người nửa xà thời xưa đồn rằng hậu duệ của xà yêu cùng nhân loại rất nhiều xà tính tà dâm xà yêu cũng thế bọn họ phóng túng không hề cố kỵ ở chỗ nào bất luận là nam xà yêu hay là nữ xà yêu đều chỉ muốn sung sướng nhất thời khắp nơi đều có hạt giống phong lưu sinh ra đứa con người không ra người yêu không ra yêu bị người đời căm ghét bị vứt bỏ thời gian lâu dần số lượng những đứa trẻ nửa người nửa xà bị vứt bỏ càng ngày càng nhiều từ đó nổi lên thôn trang như vậy bọn họ không thuộc về nhân loại cũng không thuộc về yêu tộc quy định phạm vi hoạt động sinh hoạt trong thôn không giao lưu với bên ngoài nghe nói thôn xà nhân đã tồn tại được mấy ngàn năm yêu vương đã từng thanh trừ bọn họ nhưng cũng không có diệt sạch thánh khí mà hoa khuynh muốn chắc chắn ở đấy từ lúc ra khỏi thành đến khi dần dần rời xa cửa thành hoa khuynh ngừng lại do hỏi ân nhân đi đường có thấy mệt hay không tô yên lau mồ hôi trên trán tu vi nàng bị phong bế không cách nào điều động linh lực thế cho nên đi rất chậm nàng liếm môi một chút còn đi được hoa khuynh nhìn bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt lấy cả người nàng tô yên sửng sốt còn chưa kịp phản ứng người đã bay lên trời nàng kinh ngạc cúi đầu xem không biết khi nào hoa khuynh đã biến ra đuôi rắn hắn ôm ngang lấy nàng cúi đầu nhìn tô yên ôm chặt lấy nếu không sẽ bị rơi xuống. Tô Yên Thành thành thật thật duỗi tay, ôm cổ hắn, dính sát vào hắn, hai mắt nhắm lại, nhìn nàng thức thời như vậy. Hoa Khuynh cười ra tiếng, đuôi rắn đi rất nhanh, hơn nữa thêm cả tu vi của hắn, chỉ trong mấy giây đã không nhìn thấy cửa thành phía sau. Sau một canh giờ, Hoa Khuynh chậm rãi ngừng lại, hắn du đãng cái đuôi, tốc độ thả chậm lại, đi về phía trước, Tô Yên chỉ trong chốc lát đã mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn một đường đi về phía tây ta nhớ rõ trong sách đã từng ghi lại, thôn xà nhân sinh hoạt ở nơi mặt trời rơi xuống, thôn trang nửa người nửa xa, vì hậu thế bất dung nên được thần thương hại, ban ân điển cho phép sinh sống ở nơi mặt trời rơi xuống. Nếu muốn đi đến chỗ đó, phải đi một đường về phía tây yêu vương dáng thế đây là một đoạn trích trong sách đó. Giới thiệu về sự tình thôn xà nhân, hoa khuynh cúi đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đến một cách khoa trương kia của nàng. Có lẽ là do hắn vừa mới chạy với tốc độ quá nhanh. Gió cát bay vào mắt khiến nàng chớp chớp mắt, trên má có chút cát sỏi, hốc mắt phiếm hồng, nhìn qua có chút chật vật, nhưng Hoa Khuynh lại thấy dáng vẻ nàng nhu nhược, chỉ có thể dựa vào hắn, thật là đẹp mắt, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 729 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Dùng lên trời, editor, đặng trang, beta, tình niệm hắn đáp đúng vậy, lúc sau, hắn lại nói một câu ân nhân biết thôn xà nhân. Tô Yên gật gật đầu nếu muốn đến thôn xà nhân chỉ cần đi theo hướng Tây là có thể nhìn thấy. Nàng lấy dữ liệu trong cuốn tiểu thuyết yêu vương dáng thế nói cho hắn biết. Hoa khuynh cúi đầu, chậm chậm nhìn nàng, không nói gì, con người đen nhánh nhìn Tô Yên, như muốn nhìn thấu hết thảy tâm hồn nàng. Tô Yên chớp chớp mắt làm sao vậy? Hoa khuynh khẽ mở môi mỏng ân nhân thật đẹp mắt. Nghe vậy, Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thành thật gật đầu ta biết ta rất đẹp, nhìn bộ dạng nàng thản nhiên thừa nhận. Hoa Khuynh ngửa đầu cười lớn, hắn không có nói nữa, tiếp tục ôm Tô Yên đi, những lời ân nhân vừa mới nói cho hắn, cũng chính là những gì trong quyển bí tịch kia có nhắc đến. Thế nhân đều biết thôn xá nhân ở nơi mặt trời rơi xuống, nhưng lại không một ai biết tiến vào thôn xá nhân như thế nào. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng từng đi lật qua rất nhiều sách, có điều cũng không có quyển sách nào đề cập đến biện pháp tiến vào thôn xá nhân. Nhưng nàng lại biết, lúc nàng nói chuyện này, không hề do dự, mà là khẳng định chắc chắn có thể thấy được ân nhân của hắn cũng biết rất nhiều thứ nghĩ như vậy một mạch đi thẳng về phía tây vậy rốt cuộc là tiến vào thôn xà nhân như thế nào đuổi theo mặt trời một đường hướng về phía tây trong lòng nghĩ muốn đến thôn xà nhân cứ đi như vậy thời điểm ánh sáng tắt hẳn thôn xà nhân sẽ xuất hiện thật huyền diệu trong yêu vương giáng thế chính là miêu tả như vậy bọn họ được thần thương hại đại khái là có liên hệ cùng thánh khí kia hoa khuynh vẫn ôm tô yên chậm gì gì tiến về phía tây từ xa có một hòa thượng khoác áo cà xa một tay cầm bát một tay cầm thiền trượng hai chân trần trụi từng bước đi tới thiền trượng đung đưa phát ra âm thanh đinh linh đinh linh tại một nơi hoang vắng ngay cả một ngọn cỏ cũng không có lại xuất hiện một vị hòa thượng quả thật làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn hòa thượng kia đi tới chỗ hai người bọn họ đôi mắt hòa thượng vẫn luôn nhìn hoa khuynh cho đến khi hai người chỉ còn cách một đoạn thì dừng lại hoa khuynh mỉm cười chậm rãi lên tiếng hòa thượng chặn đường rồi hòa thượng kia hình như cố ý chắn ở trước mặt hoa khuynh bởi vì nếu dựa theo lộ trình ban đầu bọn họ cách nhau rất xa căn bản sẽ không đụng nhau hòa thượng nhìn hoa khuynh có chút hoảng hốt sau đó lại nhắm mắt a di đà phật thí chủ quay đầu là bờ hoa khuynh cười nhạt mày hơn nhớn lên bờ là nơi nào ta vì cái gì phải quay đầu âm thanh của hắn lười biếng cùng với tiếng nói trịnh trọng thông báo của hòa thượng kia so sánh một chút hắn ngược lại càng có vẻ không để ý hòa thượng lắc đầu, trong miệng như cũ niệm A-di-đà Phật thí chủ, ngài chấp niệm quá sâu, đã trở thành điên cuồng, nếu cứ nhất định phạm sai lầm, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, tô yên nhịn không được nhìn mà hòa thượng này một cái. Ánh mắt không tồi, hoa khuynh luôn chú ý tới động tác của tô yên, hắn nâng mí mắt lên, con người thâm trầm đối đầu với ánh mắt của hòa thượng ngươi đang nói cái gì vậy? Nghe thế nào cũng không hiểu, hoa khuynh căn bản không có ý tiếp lời chỉ cảm thấy hòa thượng này nói mãi làm tâm thật phiền. Hòa thượng vẫn nhắc lại thí chủ nếu cứ mãi chấp mê bất ngộ, sẽ khiến cho trăm họ lầm than, mong ngài vì thiên hạ bá tánh mà suy nghĩ lại. Hoa khuynh nhoẻn miệng cười còn rông dài nữa, liền rút đầu lưỡi ngươi, hơi thở âm trầm trên người hắn tỏa ra, một người đại biểu cho hắc ám tàn độc, một người đại biểu cho quang minh chính nghĩa, cẩn thận đối chiếu, hòa thượng yếu hơn một chút. Tô Yên nhìn tình huống hiện tại, trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng cũng không chen lời vào. Trong đầu, giọng nói tiểu hoa vang lên len keng, kích phát tính năng phó bản, vị đại sư này mai sau sẽ là người cứu vớt thế giới. Có tác dụng rất lớn, yêu cầu ký chủ bảo vệ tốt người phe ta. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 730 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. sủng lên trời, editor, đặng trang, beta, tinh niệm tô yên vốn định làm khán giả. Hiện giờ bị tiểu hoa nói một câu như vậy nàng hỏi lại một câu em cảm thấy ta có thể khuyên nàng chính mình còn sống vô cùng gian khổ còn muốn đi bảo hộ cho người khác tiểu hoa ký chủ cố lên tiểu hoa tin tưởng ký chủ tô yên cúi đầu đây chính là thế giới do mình lựa chọn xảy ra chuyện vẫn nên tự mình gánh vác vậy nàng nghĩ ngợi một chút sau đó ôm lấy cổ hoa khuynh dựa vào gần bên tai hắn nhỏ giọng nói chúng ta đi thôi lạm sát người vô tội không tốt nàng nghiêm túc nói hoa khuynh nghiêng đầu xem người đang ghé vào bả vai hắn tô yên cũng muốn ngẩng đầu vừa lúc hắn quay một bên trùng hợp thay môi hai người chạm vào nhau tô yên sửng sốt chớp chớp mắt ta không phải cố ý không biết câu nói nào của nàng làm hắn cao hứng hoa khuynh nở nụ cười khí thế âm trầm quanh thân tan đi chút ít hắn cười nhạt nói ân nhân không phải muốn đi sao tô yên gật đầu ưng được nghe theo ân nhân nói xong cũng không hề để ý đến lão hòa thượng kia vòng qua người ông ta tiếp tục đi Lão hòa thượng đứng tại chỗ đó nhìn thật sâu hai người họ. Cát vàng bay lên, che lấp đi ấn ký hình xà uốn lượn kia. Chỉ còn lại lão hòa thượng tay cầm thiền trượng, khẽ thở dài, A-di-đà Phật, thiên hạ này, sợ là sẽ không được yên bình. Hoa khuynh ôm tô yên tiếp tục đi về phía trước, khi ánh sáng mặt trời hoàn toàn rơi vào Tây Sơn, chỉ còn lại một chút ánh chiều tà. ngẩng đầu nhìn lại, thôn xà nhân từ từ xuất hiện ở phương xa. Hoa khuynh ôm chặt tôi yên, bắt đầu gia tăng tốc độ trước khi trời hoàn toàn tối đen bọn họ rốt cuộc cũng đến được nơi này trước mặt có một tảng đá cực lớn trên đó vẽ hình dáng đại diện của thôn trang nửa người nửa xa cùng với ba chữ to lớn phi thường rõ ràng thôn xà nhân đứng ở cửa thôn nhìn vào trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài thôn dân đang đi lại rất khác với trong tưởng tượng nửa người nửa xa tất cả đều giống như người bình thường cũng có hai bắp đùi chưa từng thấy xuất hiện đuôi rắn hoa khuynh thả tô yên xuống dưới thu hồi đuôi rắn, lại lần nữa biến thành chân, tiến vào bên trong, bọn họ vừa vào, thôn dân lui tới vẫn chưa có biểu hiện gì lớn, vẫn như cũ, mỗi người làm việc của mình, trong bất chi bất giác, dọc theo đường nhỏ, hai người đi vào vị trí trung tâm của thôn xóm, chỗ đó có thờ một pho tượng, nửa người nửa xa, pho tượng cao bằng một người bình thường, đứng trên đài, cao cao tại tượng nhìn xuống, nửa trên của pho tượng kia thật hoàn mỹ, là giống cái, tóc dài cuộn sóng, nở một nụ cười ma mị, quyến rũ, bộ ngực được điêu khắc như ẩn như hiện, rất mê người, đặc biệt là cặp con người kia, điêu khắc sinh động như thật, như đang sống vậy, làm người xem nhịn không được mà nhìn chăm chăm vào pho tượng kia nhiều hơn hai lần. Tô Yên đánh giá pho tượng kia trên dưới một phen, không nói gì, lúc này, có một thôn dân đi tới, thôn dân kia rất hòa ái các ngươi từ bên ngoài tới sau, là muốn tìm đồ vật, hay là trong lúc vô tình tiến vào thôn xà nhân của chúng tôi hoa khuynh câu môi cười nhạt tới tìm đồ vật thôn dân trầm mặc trong chớp mắt tiếp đó gật đầu các ngươi đi theo ta ta dẫn các ngươi đi gặp trưởng lão thôn xà nhân có một vị trưởng lão không biết đã sống bao lâu hắn là người nhiều tuổi nhất trong thôn xà nhân bất cứ ai tiến vào tìm đồ vật đều sẽ đi gặp hắn thăm hỏi bọn họ đi đến một gian nhà mỗi một người trong thôn xà nhân chỉ được ở một nhà trưởng lão ở bên trong có đồ vật gì muốn tìm kiếm đều có thể hỏi hắn lúc nói chuyện bên trong truyền đến tiếng cười dễ nghe của nữ tử, cùng với âm thanh trách cứ đầy nũng nịu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 731 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Dùng lên trời, editor, vio beta, tình niệm nhu nhi không cần náo loạn, mau trở lại, cẩn thận đụng vào khách nhân. Sau đó, một thanh âm nhẹ nhàng làm nũng không sao gì, ta cũng muốn gặp người bên ngoài trông như thế nào. Nữ tử mặc một thân y phục sa mỏng màu hồng da thịt như ẩn như hiện cũng có thể thấy rõ yếm thêu cánh hoa bên trong nữ tử cười rộ lên thực thanh thuần nhưng giơ tay nhấc chân lại có một loại khí chất mê hoặc hai loại cảm giác mâu thuẫn trên người thiếu nữ tản ra một bên quay đầu lại nói với phụ nhân kia người cũng đã chạy tới bên này hẳn là không có chú ý đụng thẳng vào người hoa khuynh tô yên lôi kéo hoa khuynh để hắn lùi lại một bước nàng đi lên chắn trước mặt hắn cô nương kia liền ập thẳng vào ngực tô yên a à, kinh ngạc hô lên một tiếng, tựa hồ nàng kia cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng vào người khác. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, bộ ngực run rẩy, cao thấp phập phồng, hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi Tô Yên duỗi tay đỡ. Để nàng đứng vững, cô nương không có việc gì chứ, nàng mở miệng hỏi một câu nữ nhân kêu nhu nhi này. Đôi mắt long lanh đầu tiên là nhìn về phía Tô Yên. Tiếp đến lại chuyển hướng về phía sau Tô Yên, nhìn hoa khuynh, sau đó lại lắc đầu, che ngực ta không có việc gì cảm ơn nói xong đại khái là biết mình đã làm sai chuyện cúi đầu nhỏ giọng xấu hổ kêu gì thực mất mặt nha liền quay lại đường cũ mà chạy về đóng cửa phòng lại hoa khuynh đứng ở phía sau tô yên nhìn người che ở trước mặt hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc nàng đang dao động ý cười trên khóe môi hắn lớn hơn chút nhớ tới nàng đã từng nói qua với mình muốn độc chiếm hắn muốn hắn là của riêng nàng đúng là nói được thì làm được a à. nghĩ như vậy hoa khuynh nhìn tô yên cảm thấy ân nhân của hắn càng ngày càng thuận mát sau khúc nhạc đệm này bọn họ tiến vào phòng trưởng lão trong phòng có mùi hoa thanh đạm mỗi một chỗ đều mang theo cảm giác cổ xưa trang trọng trưởng lão mặc áo bào trắng sắc mặt tang thương làn da khô khốc tuổi tác đã lớn mới đầu trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt lại hắn ngồi ở trên giường ra tiếng hỏi khách nhân từ xa tới thôn xà nhân là muốn tìm thứ gì hoa khuynh ra tiếng hắc ám thánh khí medusa nguyền rủa trưởng lão vừa nghe hoa khuynh nói xong tức khắc mở mắt trong mắt chợt lóe lửa giận rồi biến mất mà khi hắn thấy rõ người nói chuyện là hoa khuynh đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn thậm chí là đã quên mất mình vừa mới giận trưởng lão có chút kích động run rẩy vươn tay ngươi ngươi là xà nhân hoa khuynh không nghĩ tới lão nhân này mới liếc mắt một cái là đã nhìn ra hắn suy nghĩ trong chốc lát vẫn là gật đầu đúng khi nói đã biến ra đuôi rắn đuôi rắn màu đen hoa văn kim sắc hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, như là một kiệt tác nghệ thuật. Khi trưởng lão thấy rõ ràng đuôi rắn hoa khuynh, tựa hồ càng kích động, ngươi, ngươi, là ngươi, trưởng lão kích động đến không nhịn được. Ông ta hướng về phía bầu trời mà lầm bẩm tộc xà nhân chúng ta đã đợi mấy ngàn năm. Rốt cuộc ngày đã tới, Tô Yên không chút dao động, đã xem qua quyển sách yêu vương dáng thế này. Nàng đương nhiên biết vị trưởng lão có ý gì. Sau đó, liền nghe trưởng lão nói ngươi muốn thánh khí. Hoa khuynh gật đầu, Trưởng lão còn chưa hết kích động, nhưng mà ông ta thực mau nói có thể, có thể, đều có thể cho ngươi, chẳng qua là có một yêu cầu, yêu cầu gì? Kết hôn cùng thánh nữ xà nhân tộc của chúng ta, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 732 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, VO beta, Tinh niệm hoa khuynh không nói gì, hắn quay lại nhìn về phía Tô Yên, hắn cho rằng nàng sẽ có chút phản ứng dù sao ân nhân của hắn là muốn độc chiếm hắn nào biết tô yên một chút phản ứng cũng không có thậm chí còn hướng tới hắn gật gật đầu ý bảo hắn đáp ứng kết quả là vốn dĩ tâm tình hoa khuynh cũng không tệ lắm môi ngậm ý cười nhưng đôi mắt lại đen nhánh như có thể tích ra mực hắn rất không vui cực kỳ không vui hắn nhìn chằm chằm vào tô yên nàng muốn để ta kết hôn cùng người khác lúc nói đuôi rắn của hắn lại lần nữa biến thành hai chân bước từng bước một tới gần tô yên sau đó nhéo cằm nàng, bắt nàng phải đối diện với mình ân nhân chính là đối với ta như vậy. Lời nói nhẹ nhàng, lại như ngập trong lửa giận, làm người khủng bố âm trầm. Tô Yên chớp chớp mắt, không phản ứng lại, người này, nói trở mặt liền trở mặt, nàng nhớ rõ, trong yêu vương dáng thế nguyên thân cũng là tác hợp hoa khuynh cùng thánh nữ nhanh chóng kết. Hôn, bởi vì cao trào đầu tiên trong chuyện chính là phát sinh vào đêm hoa khuynh cùng thánh nữ kết hôn. Lại không phải là kết hôn thật, như thế nào còn giận. Tô Yên lôi kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói không muốn kết hôn liền không cưới, không cần tức giận a, à, những người khác tức giận cũng chỉ là đơn thuần giận dỗi. Hoa Khuynh tức giận, vậy đó chính là máu chảy thành sông, cho nên vẫn là nên an ủi hắn đi. Nàng nghĩ như vậy, nhưng mà, hình như lời trấn an của Tô Yên không có chút tác dụng nào. Ngược lại hắn nhìn qua càng tức giận hơn, không muốn kết hôn liền không cưới, như vậy cũng không thèm để ý. Hắn nhéo cằm nàng, càng thêm dùng sức. Trong chốc lát Tô Yên liền nước mắt lưng tròng, nàng không có linh lực chống cự, thật đau a, à, nàng cũng không muốn khóc, nhưng đây là phản ứng sinh lý, không khống chế được, vậy chàng muốn như thế nào? Nàng nước mắt lưng tròng hỏi. Hoa Khuynh nhìn bộ dáng nàng ủy khuất, không biết vì sao lại nguôi giận, hắn rút tay về, nhìn về phía trưởng lão đổi yêu cầu khác. Trưởng lão tự hỏi trong chốc lát, nói khách nhân, không cần cự tuyệt nhanh như vậy, ngươi có thể ở lại trong thôn chúng ta, cùng thánh nữ làm quen có lẽ sẽ lưỡng tình tương duyệt, tự ngu ngực kết làm vợ chồng. Tô Yên vừa nghe đến lưỡng tình tương duyệt, yên lặng duỗi tay nắm lấy cổ tay áo Hoa Khuynh, kéo hắn lại, lưỡng tình tương duyệt, không có khả năng. Hoa Khuynh nhìn hành động của Tô Yên, lửa giận trong lòng dần dần được dập tắt, hắn duỗi tay, cầm lấy tay nàng, cho đến khi hai người đi ra khỏi phòng trưởng lão, Hoa Khuynh nhẹ nhàng nói hóa ra ân nhân không thèm để ý ta kết hôn cùng người khác, lại rất để ý ta với người khác lưỡng tình tương duyệt. Tô Yên nhìn Hoa Khuynh, chớp chớp mắt kết hôn xong còn có thể hòa ly, hơn nữa cũng có khả năng không kết hôn được, chỉ cần chàng có thể trở thành yêu chân chính là tốt rồi. Nhưng để chàng cùng người khác lưỡng tình tương duyệt là không có khả năng, nàng nói cuối cùng một câu kiên định, một bộ dáng kiên quyết không có khả năng thoái nhượng. Hắn nắm tay Tô Yên, một chút đến gần, ôm người vào trong ngực, cong môi dán bên tai nàng, ân nhân nói cái gì cũng đúng. Tô Yên nghe, gật đầu, đang muốn nói chuyện, Hắn đột nhiên ôm nàng lên, không biết vì sao, lại ôm nàng ngay tại chỗ xoay một vòng, lúc dừng lại, đè lên Tô Yên, hôn lên môi nàng, tia sáng mặt trời cuối cùng chiếu rọi lên hai người, đến khi nụ hôn kết thúc, sắc trời đã tối đen. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 733 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, VO beta, tinh niệm Tô Yên thấy hắn đột nhiên hôn môi cũng không có gì bất ngờ bởi vì nàng cũng sẽ đột nhiên hôn hắn. Ví dụ, lúc hắn nghi ngờ nàng, còn có lúc hắn tức giận. Sau đó, hai người liền ở trong một viện tử do thôn dân sắp xếp. Sáng sớm hôm sau, nghe được trước cửa truyền đến âm thanh, Tô Yên rời giường, đẩy cửa ra, vẫn là vị thôn dân hôm qua dẫn đường cho bọn họ. Người kia đầu tiên thi lễ với Tô Yên, sau đó nói hai vị, vị này chính là thánh nữ của chúng ta gọi là Thánh Nhu. Theo ý của Trần Lão, để các người tiếp xúc nhiều hơn hy vọng có thể mau chóng quen thuộc cùng lúc vị nữ tử kia thật khăn che mặt xuống lộ ra một gương mặt mang theo tươi cười rất là thanh thuần a à, là các ngươi chúng ta đã từng gặp nha hôm qua cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ta đã té ngã rồi lúc nói mặt nàng vô tội một bộ cảm kích khác với hôm qua hôm nay thánh nhu mặc một thân y phục màu trắng mang theo cảm giác thánh khiết Tô yên nghiêng người cho nàng đi vào thánh nhu ánh mắt thật mau đã dừng ở trên người hoa khuynh nàng cười mi mắt, cong cong xin chào, ta là Thánh Nhu, người chính là người muốn cùng ta kết hôn mà trưởng lão nói sao. Một bộ dáng không hiểu thế sự, nhìn kỹ, nhưng thật ra có chút đáng yêu, nàng kéo ra một cái ghế ngồi ở trước mặt Hoa Khuynh. Mà Hoa Khuynh lại là ngậm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, Tô Yên ở đằng kia dối rắm rốt cuộc để nam nhân nhà mình hy sinh nhan sắc lấy ra thánh khí quan trọng hơn. Hay là bảo hộ nam nhân của nàng càng quan trọng, mà khi nàng cúi đầu suy nghĩ, Hoa Khuynh đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên, thanh âm sâu kín ân nhân không có lời muốn nói. Tô Yên há mồm, đang muốn nói, lúc này Thánh Nhu đột nhiên đứng lên. Hoa Khuynh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nói xong, duỗi tay liền muốn đi kéo tay Hoa Khuynh. Phanh, một đảo kinh khí hiện lên, Thánh Nhu giống như diều bị đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài cửa. Phịch, dừng ở trên mặt đất, Tô Yên chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, ngốc ở đằng kia đôi mắt hoa khuynh sâu kín nhìn tô yên, nhìn chằm chằm vào nàng, giống như đối với hành vi đứng ở bên cạnh cái gì cũng không làm của nàng rất là bất mãn. Tô yên chỉ chỉ người ngoài cửa ta vừa mới muốn ngăn. Chàng đã xuống tay càng nhanh, hơn nữa tu vi ta còn chưa có khôi phục, mới vừa vừa nói xong, trong đầu tiểu hoa non nớt hỏi ký chủ, chị là đang sợ sao, ký chủ của nó tuy rằng chưa bao giờ gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, đây cũng chính là do y chậm chạp mà thành. Trước nay Tô Yên đều không cần xem sắc mặt người khác để hành sự. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ai cũng không uy hiếp được nàng. Cũng không có người làm nàng sợ hãi. Cần IQ cao làm gì. Nhưng là hiển nhiên, ký chủ nhà nó hiện tại sẽ xem ánh mắt người khác à. Nhìn nam chủ đại nhân thực tức giận. Liền Yên lạc biện giải hai câu cho mình. Nếu là ở trước kia, ký chủ tuyệt đối một câu cũng không buồn giải thích. Muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Không quan hệ với nàng. Tuy rằng biết là không nên nhưng tiểu hoa vẫn rất muốn cười sau đó yên lặng ra tiếng ký chủ cố lên hoa khuynh nhìn chằm chằm tô yên thật lâu khóe môi hàm chứa ý cười ân nhân mạng ta là nàng cứu tô yên gật đầu ân ân nhân đã cứu ta liền có trách nhiệm bảo hộ an nguy của ta tô yên hà hoa khuynh như cũ nói nếu là ân nhân bảo hộ không tốt đó chính là ân nhân sai tô yên đây là cái lý luận thần thánh nào a à? cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 734 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, Vio Beta, tinh niệm hoa khuynh từng bước một đi tới trước mặt Tô Yên. Vậy nàng ở giữa vách tường và hắn, trước sau tiến lui không được. Hắn dựa vào bên tai nàng, liếm láp một chút vành tai, nói một tiếng một tiếng ân nhân tiếp theo nếu lại không bảo hộ được ta. Liền sẽ bị phạt a à, Tô Yên nhìn hoa khuynh, bộ dáng hoàn toàn không thể tin, chàng, chàng hoàn toàn có thể tự bảo vệ tốt chính mình hoa khuynh lúc này căn bản không tính toán ân cần mềm mỏng chuẩn bị vũ lực uy hiếp thêm đe dọa ân nhân còn muốn để ta lặp lại lần nữa tô yên suy nghĩ một chút tình huống hiện tại của mình tu vi bị phong bế chạy không ra được còn phải ở cạnh hắn thật lâu thật lâu nàng cúi đầu nhỏ giọng đáp đã biết ta sẽ bảo hộ chàng thật tốt nói xong ôm lấy hắn hoa khuynh cười nhạt ân nhân thật tốt với ta tô yên đã không buồn nghĩ nữa nhưng là nàng vẫn là ngẩng đầu lên nếu ta là đánh không lại làm sao bây giờ Vấn đề này rất quan trọng, tu vi của Nguyên Thân tuy rằng ở trong môn phái kia xem như là rất cao, nhưng ở trong toàn bộ đại lục, còn không đủ xem, gặp được cường giả cũng chỉ có bị đánh nát. Hoa Khuynh bị nàng nghiêm nhìn, vốn tưởng rằng nàng là bị bắt đáp ứng, không nghĩ tới thật đúng là đang tự hỏi vấn đề bảo hộ hắn. Nghĩ như vậy, Hoa Khuynh cao hứng, nụ cười cũng có vài phần chân thật, sẽ không có chuyện đánh không lại. Hắn nói một câu như vậy, Tô Yên nghe, gật gật đầu, lại ghé vào trong lòng hắn thánh nhu bị một trưởng đánh bay ra hai ngày sau đó liền không còn người nào xuất hiện nữa thẳng đến hoàng hôn ngày thứ ba người dẫn đường kia lại lần nữa xuất hiện chỉ là khác với lúc trước khách khí khẩu khí hắn ta trở nên lạnh như băng hai vị đi thôi trưởng lão muốn gặp các ngươi nói xong liền xoay người đi ra ngoài lúc này đây bọn họ cũng không phải đi hướng nhà của trưởng lão ngược lại là đi tới vị trí trung tâm của thôn xóm một chúng thôn dân đều tụ tập ở trước mặt pho tượng kia tô yên cùng hoa khuynh đi theo người dẫn đường lên đài cao trên đài cao thánh nhu mặc y phục thuần trắng để chân trần đứng ở chỗ đó phía dưới trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn không còn là bộ dáng kích động khách khí như trước kia tô yên nhìn tình huống này hiển nhiên bọn họ sẽ có động tác nhưng không giống trong sách viết cảnh tượng trong sách là trong lúc hoa khuynh cùng thánh nhu cử hành bái thiên địa những người đó cũng thực vui vẻ cao hứng mà bây giờ bọn họ là muốn trực tiếp dùng sức mạnh sau khi lên đài cao, Tô Yên nhón chân nhỏ giọng nói ở bên tai hoa khuynh thánh khí ở sau pho tượng xa nhân này. Chỉ có dùng máu thanh nữ mới có thể mở ra, bọn họ muốn lợi dụng chàng để cởi bỏ nguyên rủa của tộc xa nhân. Chàng phải cẩn thận nói xong, Tô Yên đứng lại vị trí, mà ánh mắt hoa khuynh lại nhìn Tô Yên thật lâu, con người đen nhánh kia che lấp suy nghĩ ở đáy mắt. Không có nói nữa, ánh hoàng hôn chiếu giỏi toàn bộ tôn xóm, bọn họ ai cũng không nói chuyện, ngay khi mặt trời hoàn toàn lặn vào Tây Sơn trưởng lão ra tiếng thần a chúng ta chuộc tội ngàn năm hiện giờ cầu xin ngài tha thứ cho chúng ta để chúng ta rời khỏi nơi này chúng ta tìm được xà nhân lưu lạc bên ngoài chỉ hy vọng đem hắn hiến tế đổi lấy thân thể bình thường của chúng ta khi giọng nói vừa dứt người chung quanh bắt đầu ngâm sướng mọi người lắc mình biến hóa đồng thời đều biến thành nửa người nửa xa, chỉ có tô yên cùng hoa khuynh đứng ở trên đài cao không có phản ứng gì sau đó thời gian bọn họ ngâm sướng càng ngày càng dài. Phía sau pho tượng kia động, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 735 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, Vio Beta, tinh niệm một tia ánh sáng kim sắc từ trong ánh mắt pho tượng kia bắn ra. Hoa khuynh ngẩng đầu xem, Tô Yên liền duỗi tay, bưng kín đôi mắt hắn không cần xem. Tô Yên gắt gao ôm hắn, Hoa khuynh mặc cho nàng che mắt, trong nháy mắt đó chuyện chiếm lấy thanh khí bị hắn quên đi ở sau đầu hắn buông xuống con ngươi khóe môi gợi lên nàng đang bảo hộ hắn sao nhận thức điều này làm trái tim tan vỡ biến đen của hắn có một cái chớp mắt rung động phụ thân muốn đem hắn luyện thành dược nhân mẫu thân trước khi chết còn nguyền rủa hắn những người bạn tốt lão sư giỏi đã tự tay phế đi tu vi của hắn ném hắn xuống vực sâu muốn hoàn toàn giết chết hắn từ một khắc hắn tỉnh lại kia trong lòng chỉ có một ý tưởng tất cả mọi người đều đáng chết phụ thân hắn lão sư hắn bằng hữu hắn hắn đều sẽ tự mình giết chết thiện tâm đã bị đập nát ông trời không cho hắn chết còn không phải là để hắn báo thù sao từ lúc hắn chọn con đường này chưa bao giờ dao động hắn cũng vẫn luôn một mình thẳng hướng mà đi chỉ là tội yên này a à. có chút ngoài dự kiến của hắn càng ngày càng ngoài dự kiến đây dường như vẫn là lần đầu tiên được người che chở hắn muốn ôm nàng vẫn luôn ôm nàng tay không biết khi nào đã ôm thân thể gầy yếu này vào trong ngực. Đầu gác ở trên vai nàng, tùy ý nàng che chở, mà ở ngay lúc này, người trong thôn không biết vì sao, đột nhiên mang theo sát khí phóng tới hai người bọn họ. Chỉ nghe trưởng lão kia nói đưa người nam nhân này ném vào thánh quang, hiến tế cho thần minh. Vâng, bốn phương tám hướng vang lên tiếng đáp ứng. Sau đó, tất cả mọi người đi tới, Thánh Nhu đứng ở chỗ đó nhắm mắt lại, đau khổ như đang chống đỡ cái gì thánh nhu là thánh nữ tộc xà nhân nghe nói là có được năng lực truyền lời ở trong mắt tộc xà nhân là thánh nữ mời thần minh đến cho nên địa vị của thánh nữ trong tộc cực kỳ cao nhưng kỳ thật không phải vậy cái gọi là năng lực truyền lời kỳ thật là cùng thánh khí nói chuyện với nhau thân thể tô yên chuyển động nàng nhanh chóng chạy tới chỗ thánh nhu sau đó giơ tay một cái đã bắt được cốt tay thánh nhu nâng trùy thủ trong tay lên cắt một chút trên tay nàng ta máu tươi nhỏ giọt Tô Yên nắm cổ tay Thánh Nhu, dùng sức ấn ở phía sau tượng đá, máu theo lòng bàn tay Thánh Nhu hạ xuống, nàng ta kinh hoàng thất thố không? Không, không cần, mọi người chung quanh dừng tiến công lại, đều mau chóng lui về phía sau, một bộ dáng hoảng sợ. Tô Yên đứng ở chỗ đó, nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đang hóa đá. Chỉ chốc lát nữa, cả người nàng sẽ bị hóa đá hoàn toàn, đây cũng là nguyên nhân. Thánh khí này gọi là Medusa nguyên rủa, nó sẽ hóa đá bất cứ ai dựa gần nó chạm đến nó ánh mắt tô yên nhìn về phía hoa khuynh bên cạnh cơ hồ là vừa đối mắt với hắn nàng gợi lên khóe môi lời còn còn chưa kịp nói nháy mắt đã hóa thành một pho tượng đá thánh nhu phát ra thanh âm thống khổ máu trong thân thể nàng ta đang bị tượng đá kia hút ra bên ngoài thánh nhu cuối cùng hoàn toàn ngất đi thân thể oai đảo nện ở trên đài cao hoa khuynh đứng ở chỗ đó thân thể cứng đờ đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân vừa mới còn ở hắn lòng ngực đảo mắt đã bị hóa đá, tượng đá vỡ ra, một quyền trượng vàng hình đầu rắn thoáng hiện ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng, thôn dân đã rút lui rất xa, tất cả đều quỳ lại ở trên mặt đất, thần minh, quyền trượng đầu rắn, mặt trên có hoa văn màu đen, mang theo hơi thở thần bí xa xưa, ập vào trước mặt cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 736 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều sủng lên trời chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc editor vio beta tinh niệm hoa khuynh nhìn hắn lắc mình biến thành đuôi rắn chuyện thứ nhất không phải là đoạt lấy quyền trượng kia mà là bế tô yên đã bị hóa đá lên đặt sang một bên sau đó đôi mắt hắn đen nhánh quanh thân khí thế âm trầm không biết từ đâu mà đến dao động từng bước một đi đến quyền trượng hắn vươn tay vươn tới liền nghe thấy quyền trưởng phát ra một loại âm thanh như rắn kêu. Làm người sợ hãi, tại đây, dưới bầu trời hắc ám, có vẻ cực kỳ giận người. Hoa khuynh duỗi tay, túm lấy quyền trưởng đang muốn bay lên trời kia. Khi hắn vừa cầm quyền trưởng, không biết vì sao, quyền trưởng phát ra một tiếng kêu nhỏ, như là sinh ra cộng hưởng, giống như đã đợi thật lâu, rốt cuộc cũng đợi được chủ nhân của nó tới. Ở trong tay hoa khuynh, thân gậy rung động, sau đó, những hoa văn trên quyền trượng bắt đầu chuyển động, từ trên lan tràn xuống phía dưới, như là vật sống vậy, lan tràn tới trên cánh tay Hoa Khuynh, sau đó vẫn luôn uốn lượn cho đến vị trí xương bả vai của hắn. Hoa văn đen nhánh như bụi gai nở rộ, kim quang hiện lên, tạo thành dấu vết ở trên da thịt hắn. Như thế, khế ước hình thành, toàn bộ thân thể Hoa Khuynh bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn quyền trượng trong tay, mày nhíu chặt, nhắm hai mắt lại, nửa canh giờ sau, quyền trượng trong tay hắn càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất không thấy. Hoa khuynh mở mắt, dường như khác với lúc trước, tan bớt hơi thở âm trầm, nhiều thêm một phần câu nhân dụ hoặc, hắn nâng mí mắt lên, môi ngậm ý cười, vẫn là bộ dáng đó, lại làm người cảm thấy như bị dụ hoặc, nhìn một cái liền cảm thấy khiếp hồn. Hắn từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, người thôn xà nhân còn đang quỳ lại, thậm chí còn muốn thành kính hơn lúc trước. Thanh âm trưởng lão khiêm tốn, cung kính đại nhân, chúng tôi nguyện vì ngài vào sinh ra tử thái độ khác hoàn toàn với bộ dáng muốn đánh muốn giết lúc trước. Hoa khuynh mí mắt, giật giật, sửa sang lại cổ tay áo thu một đống phế vật làm người hầu. Các người cảm thấy ta thực nhàn rỗi, giọng nói rơi xuống, hắn không hề đi quản đám thôn dân càng thêm thành kính thậm chí có chút sợ hãi kia nữa. Đi xuống đài cao, tới trước mặt tô yên đã hóa đá, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, chậm chạp không lên tiếng, phía sau, cái kia trưởng lão vội vàng ra tiếng đại nhân, có biện pháp cứu vị cô nương này giúp nàng khôi phục bình thường. Hoa Khuynh rốt cục cũng nghe lọt được một câu này, thanh âm lười nhác nói theo sát, trưởng lão liền nói ở phía sau thôn chúng ta, có một cái hồ thánh, chỉ cần đưa cô nương ngâm ở trong nước, nàng sẽ thực mau khôi phục lại. Hoa Khuynh nghe, nhìn thoáng qua trưởng lão kia, lại nhìn Tô Yên, cười, nửa ngày sau ra tiếng dẫn đường. Vâng, trưởng lão đứng dậy, đi phía trước, Hoa Khuynh bế người đá Tô Yên lên, đi theo trưởng lão ra phía sau thôn trang đi vào bên trong mới phát hiện nơi đó có một cái động. Xung quanh rậm rạp cổ thụ, bên cạnh là một con suối chảy xuôi, hơi thở cổ xưa ập vào trước mặt, trưởng lão chỉ vào nơi xa chính là nơi này, nói xong, phía sau có một thôn dân đi tới, cầm theo vải bố trắng tinh ở trong tay, trưởng lão nhận lấy, cúi đầu nói chỉ cần ngâm mình một canh giờ có thể hóa giải thạch hóa. Chỉ là y phục trên người cô nương, cũng sẽ bị tan ra, hoa khuynh rũi tay, cầm vải bố trắng kia, hờ hờ, ta có mấy hình khá giống hoa khuynh đại nhân nè. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 737 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, viobeta beta, tinh niệm hoa khuynh buộc nàng ngẩng đầu đối diện cùng mình. Ý cười trên khóe môi hắn càng ngày càng đậm, ánh mắt lại càng thêm sờn tóc gáy. Nàng lặp lại lần nữa, đường ai nấy đi, tô yên mím môi chàng không thể không nói lý như vậy. Nàng tức giận nửa ngày cũng chỉ nói ra một câu không có chút tàn nhẫn nào như thế. Hoa khuynh nhìn nàng, ôm người vào trong ngực, một chút một chút tới gần ta không nói lý, ta thấy chính là nàng không phân rõ phải trái. Tô Yên mím môi càng ngày càng chặt, nàng không có tu vi, tránh cũng tránh không được, hiện giờ mới thật là người là giao thớt, mình là cá, hoa khuynh gật đầu, dán bên tay nàng về sau lại lần nữa nói đường ai nấy đi. Ta liền khiến cho nàng biết thế nào là đau khổ, Tô Yên cúi đầu, vẫn luôn im lặng chưa nói chuyện hắn cởi áo ngoài bọc lấy người che đậy kín mít bế ngang nàng lên dựa vào đường cũ mà đi về ba ngày sau bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn chỉ là không khí giữa hai người lại có chút không giống lúc trước tô yên cúi đầu yên lặng ăn cơm nàng ăn cơm thực quy củ một bàn tay đỡ chén một bên dùng chiếc đũa gắp đồ ăn hoa khuynh không ở chỗ này chỉ có một mình nàng thực mau bên ngoài có tiếng gõ cửa tô yên cô nương là thanh âm thánh nhu Tô Yên đứng lên, đi qua mở cửa, Thánh Nhu lộ ra ý cười hiền lành, "Tô Yên cô nương, cô đang ăn cơm a?" À? Tô Yên gật gật đầu, sau đó liền nghe nàng nói Hoa Khuynh đại nhân đang cùng các trưởng lão dùng cơm. "Muốn tới hỏi, cô muốn qua bên đó không?" Tô Yên nghĩ nghĩ, gật đầu được, Thánh Nhu sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu. Hai người đi ra bên ngoài, chỉ nghe Thánh Nhu nói, "Còn tưởng rằng cô sẽ không đi đâu, xem ra cô thật là rất yêu Hoa Khuynh đại nhân." Tô Yên nghe ân thánh nhu nghe một lời như vậy nàng ta không biết nói tiếp cái gì đi sang bên kia đến vị trí trung tâm không có người ngồi bên kia truyền đến thanh âm cười nói hân hoan mới phát hiện cũng không phải là chỉ có trưởng lão người trong thôn đều ở đằng kia xem như là một yến hội nhỏ hoa khuynh ngồi ở chủ vị có người đàn tấu nhạc cụ nhóm nữ tử ăn mặc y phục xinh đẹp ở đằng kia nhảy vũ đạo yêu diễm thánh nhu là thánh nữ dù hiện giờ hoa khuynh trở thành vương của bọn họ nhưng Thánh Nhu ở trong lòng mọi người vẫn rất có phân lượng. Nàng ta đến gần, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Thánh Nhu cười hóa ra mọi người đang khiêu vũ a à. Nàng ta vừa nói, liền có người lập tức ra tiếng thanh nữ vì đại nhân nhảy một khúc đi. Đại nhân định là sẽ kinh diễm. Đúng vậy, đúng vậy, một chúng thôn dân truyền đến tiếng phụ họa Thánh Nhu cũng tự nhiên hào phóng đồng ý được a à. Sau đó, nàng hỏi Tô Yên một tiếng Tô Yên cô nương muốn nhảy cùng ta không? Tô Yên lắc đầu ta không biết khiêu vũ, Thánh Nhu cười vậy, mọi người đừng chê nha. Nói xong, nàng ta vặn vẹo vòng eo, nhảy cùng đám vũ nữ kia. Thánh Nhu dáng múa xác thật rất đẹp, ít nhất tại đây giữa một chúng nữ tử. Liếc mắt một cái liền có thể trổ hết tài năng, mọi người ở đây đều bị Thánh Nhu hấp dẫn đi. Tô Yên cảm giác được mình bị một đạo ánh mắt nhìn chăm chăm. Vừa nhắc đầu, liền cách mọi người đối diện cùng Hoa Khuynh, Tô Yên đứng ở chỗ đó chớp chớp mắt, cho nên, hắn kêu người gọi nàng tới làm cái gì? Để nàng xem khiêu vũ sao? Nàng đứng ở chỗ đó, nhìn Thánh Nhu vặn vẹo vòng eo, cẩn thận thưởng thức, Hoa Khuynh đôi mắt sâu kín, từ một ngày ở bờ hồ đó, Hoa Khuynh vẫn luôn nghẹn một cục tức, nữ nhân này là đầu gỗ sao? Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 738 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, editor, Viobeta, tinh niệm rốt cuộc, vẫn là hắn nhịn không được đứng lên, thẳng táp đi tới trước mặt Tô Yên. Ánh mắt Hoa Khuynh trên dưới quét một vòng, "Sững sờ ở đây làm gì? Không biết ngồi xuống?" Tô Yên nhìn trái nhìn phải không có chỗ ngồi. Hoa Khuynh nhìn nàng không biết tới tìm ta. Tô Yên cúi đầu, "Chàng không có nói với ta." Hoa Khuynh nhìn nàng héo héo, hắn trầm mặc một cái chớp mắt ta không nói, "Nàng liền không tới tìm ta." Tô Yên ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhỡ đâu, "Chàng không muốn cho ta tìm chàng thì làm sao bây giờ?" Nói xong, nàng lại cúi đầu, "Chàng không cảm thấy ta là ân nhân cứu mạng của chàng?" ta không có tu vi cũng không thể giúp được chàng, chàng không muốn ta tham gia, đến lúc đó lại tức giận, không phải lại muốn cắn ta. Hoa khuynh nhìn nàng một bộ dáng héo héo, tới gần, ôm người lên ta khi nào không nhận, mấy ngày nay, nàng đây là nhớ kỹ việc ta cắn nàng, cố ý muốn trả thù. Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn là chàng nói không muốn ta cứu, còn không phải là không muốn thừa nhận sao. Hoa khuynh nhìn nàng, đây là đang giận hắn, quan hắn ngày ấy nói lời kia, nếu là thay thành người khác, không chừng hắn đã sớm một trường đánh chết chính là nhìn nàng ở chỗ này bắt lấy không bỏ hắn thế nhưng cảm thấy mấy ngày nay giận dữ trong lòng bị ném tan hắn dán bên tai tô yên ân nhân vĩnh viễn là ân nhân thanh âm trầm thấp mà dụ hoặc tô yên liếc hắn một cái gạt người ngày trước hắn cũng không nói như vậy đầu hoa khuynh trôn ở bả vai nàng khẽ cắn vành tai tô yên ý cười truyền ra ngày đó là ta quá tức giận tô yên nhìn hắn thực nghiêm túc tức giận cái gì Hoa Khuynh thở dài giận nàng, thiếu chút nữa đã chết. Tô Yên lúc này mới nhớ tới, nàng biết nếu bị hóa đá, chỉ cần tắm nước hồ thánh thì sẽ không có việc gì. Nhưng mà hắn không biết, cho nên hắn cho rằng mình sẽ bị hóa thạch vĩnh viễn. Tô Yên lúc này mới hiểu được hắn giận cái gì, nàng liếm khóe môi một chút vậy, chàng nói không cần ta cứu, không cần ta giúp thì sao, khi nóng truyền vào bên tai nàng tất nhiên là ta muốn. Nhưng nàng không thể xảy ra chuyện, Tô Yên nghe hắn nói, tay vẫn luôn thả lỏng lúc này mới vươn ra, ôm lấy hắn được, nàng lên tiếng, nàng chưa bao giờ tùy tùy tiện tiện đáp ứng người khác. Nàng đáp ứng, đều sẽ nghiêm túc làm, Hoa Khuynh tất nhiên là cảm nhận được nàng đáp lại, hắn trong lòng bốc lên một cỗ vui sướng. Lúc này, tiểu hoa thanh âm vang lên len keng, chúc mừng ký chủ môi sao thứ hai đã sáng, ký chủ cố lên, từ khi đi vào thôn xà nhân này, tựa hồ loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, được nàng đáp lại, giống như sẽ làm hắn cực kỳ cao hứng nhìn nàng bị thương một chút trong lòng lửa giận cũng không khống chế được phát ra bên ngoài sẽ làm ra một ít chuyện mà ngày trước hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn biết mình là để ý nàng chỉ là để ý bao nhiêu hắn không có nghĩ đến cũng lười suy nghĩ nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh hắn đi tìm hiểu rốt cuộc có bao nhiêu để ý lại có ích lợi gì đâu ở thôn xà nhân không bao lâu tô yên cùng hoa khuynh liền chuẩn bị rời đi dù sao tới chỗ này mục đích là vì thánh khí hiện giờ lấy được tự nhiên cũng muốn rời đi, hắn muốn tìm một nơi an tĩnh, hoàn toàn hóa thành hoàng kim cự mãng, ra khỏi thôn xà nhân, đó là vùng đất hoang, Tô Yên Tu Vi chưa khôi phục, đi được vài bước, liền bị Hoa Khuynh ôm ngang lên, ân nhân muốn đi đâu, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 739 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Dùng lên trời, editor, Vio Beta, tình niệm khóe môi hắn hàm chứa ý cười, khó có được sự ôn nhu. Tô Yên sớm đã quen, so với nàng tự mình đi thì đều nhanh hơn nhiều, hơn nữa được ôm cũng rất thoải mái. Nàng thật thích, lúc này, trong đầu có tiếng tiểu hoa vang lên leng keng, nhiệm vụ chi nhánh kịch bản, mời ký chủ trong vòng 5 ngày giúp chủ nam chủ hoàn thành hóa hình, hoàn toàn trở thành hoàng kim cự mãng. Tô Yên mờ mịt ta, ta giúp hắn, việc hóa hình này còn muốn giúp, nàng giúp kiểu gì? Cái này là tự thân biến hóa, nàng chưa hề nhúng tay vào a. Ký chủ, căn cứ tịch bản biểu hiện là cần phải ở trong động hàn thiên tiến hành hóa hình. Nhưng là hiện tại, hàn thiên động kia cách ký chủ ít nhất là 7 ngày đi đường. Vậy em còn muốn hạ nhiệm vụ này, ách ký chủ, ra nhiệm vụ không phải là tiểu hoa an bài, tiểu hoa chỉ là phụ trách truyền đạt, tô yên ấp cổ hoa khuynh, cẩn thận tự hỏi vấn đề này nên làm như thế nào. Lúc ở trong thôn xà nhân, hoa khuynh cho nàng uống máu hắn, cho nên loại mê dược đang áp chế tu vi nàng, đến ngày mai là có thể khôi phục toàn bộ trong vòng ba ngày phải hoàn thành a nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hoa khuynh tự nhiên nàng nhìn lén cũng bị hắn bắt gặp hắn ngậm ý cười ra tiếng ta đẹp lắm sao tô yên gật đầu đẹp đồng ý xong nàng hỏi chàng chừng nào thì hóa hình a hoa khuynh nhìn về phía nàng ta hóa hình nàng thực sốt ruột tô yên gật gật đầu muốn nhìn chàng hoàn toàn biến thành hoàng kim cự mãng. vừa nghe nàng muốn nhìn ý cười trong mắt hắn càng tăng sẽ được nhìn thôi tại hoang mạc mênh mông vô bờ không có người, nơi này là đường ranh giới giữa người và yêu. Hướng tây là địa bàn của yêu giới, hướng đông là địa bàn của nhân loại, phiến hoang mạc ở giữa này là phân chia ranh giới, ngẫu nhiên sẽ có yêu xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không có con người xuất hiện ở chỗ này. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu của chim diều hâu. Sau đó, diều hâu từ trên cao nhanh chóng lao xuống, thẳng tắp hướng tới một con trồn ở trên mặt đất. Phanh, không có bị ngậm bay đi như trong dự đoán ngược lại là phát ra âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau. Chỉ thấy, ếch, nguyên bản kia một con diều hâu cùng trồn, thế nhưng ngay tại chỗ biến ảo thành hai gã nhân loại. Tiếp đó, liền ở đằng kia đánh lên, bọn họ là yêu, vốn là nhìn bọn họ đánh nhau, thực mau lại có cái gì đó bay lại đây, là một con ong mật, mà ong mật kia cũng thực mau biến ảo thành người, cùng diều hâu đánh con trồn kia, một bên đánh một bên còn nghe được âm thanh tức giận. Cho ngươi chơi thủ hạ của lão tử, con trồn kia, Lão tử hôm nay liền chặt đứt móng vuốt của ngươi. Ông Mật, ngươi cũng quản nhiều chuyện quá đấy, chúng ta là thật sự yêu nhau, thật sự ông nội bay. Lão tử hiện tại dùng hai móng vuốt băm ngươi. Vừa nói, ba phương đánh nhau, thật nhanh đã có thắng bại, hai đánh một, đương nhiên là Trồn Tinh đánh không lại. Phịch một tiếng, ông Mật cầm đại truy tử ố vàng đập cho thân thể con trồn kia có một nửa lún xuống đất. Sau đó, người kia lại phun ra một ngụm nước miếng tới Trồn Tinh. Bên này ấy đang đánh nhau, diều hâu huyễn hóa ra hình người, thực mau liền bắt giữ Tô Yên cùng Hoa Khuynh đang đứng xem ở một bên. Khi nó nhìn đến hình dáng Hoa Khuynh nửa người nửa xa, diều hâu kia hư lạnh một tiếng, mắt khinh thường xà nhân, cũng thật hiếm thấy, xà nhân nửa người nửa yêu, bị con dân hai bên đều kỳ thị. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 740 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương. Vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Viobeta, tinh niệm sau đó, ông mật khiêng cây búa nhìn về phía hai người kia, ngược lại nói diều hâu ta tu thập xong rồi. Lui, hiển nhiên, con ông mật này không tính toán lại gây chuyện, nhưng diều hâu lại không giống thế. Ưng ngục xà bản thân chính là đối địch, mà nửa xà sao, cũng coi như ở trong đó. Diều hâu khinh thường, đánh giá hoa khuynh từ trên xuống dưới, sau đó liền thấy được nữ tử trong lòng ngực hoa khuynh. Hắn huyết sáu huyết con người thật xinh đẹp nha." Tô Yên nghe xong liền chép chép miệng, nàng nhìn về phía Hoa Khuynh, nói "Thả ta xuống đi." Hoa Khuynh buông hạ mặt mày, ngậm cười được, giọng nói vừa dứt, Tô Yên hai chân đứng ở trên mặt đất, nàng lui ra sau một chút, Tiểu Hoa nói "Ký chủ, chị chẳng lẽ không tính toán vì giữ gìn hòa bình thế giới?" Tiến lên ngăn cản giảng hòa một chút, Tô Yên chớp chớp mắt, thực hiển nhiên, cũng không có quyết định như thế, liền nói một trọi một, "Thực công bằng, không cần ngăn cản a." À tiểu hoa nó thế nhưng nói không nên lời phản bác a à. dường như giữa địch nhân đều sẽ có một loại ăn ý ví dụ như hiện tại đều đã rõ ràng đối phương chuẩn bị tốt để đánh nhau diều hâu khinh thường một con bán yêu mà cũng dám ở trước mặt ta cậy mạnh đây là muốn tìm chết nói xong hắn ta múa may một phen thiết bá nhanh chóng lao tới hoa khuynh ong mật không có hứng thú xem đánh nhau chỉ nghĩ muốn rời đi dù sao chỗ này cũng là có chủ nghĩ đến đây ong mật nhìn xuống mặt đất yên lặng bay cao lên một chút dưới mặt đất nó không muốn chạm đến đâu tưởng tượng đến trường hợp kia da đầu liền tê dại cả người nổi lên da gà mới một lát sau không nghĩ tới bên kia đã phân thắng bại phản ứng đầu tiên của hắn là quả nhiên xà nhân thật là yếu a à, một con bán yêu sao có thể đấu thắng được yêu quái chân chính lại còn là địch nhân tương khắc nữa nhưng chờ đến khi hắn tùy tiện liếc mắt một cái liền thấy diều hâu bị người đạp bên dưới chân cánh tay một tấc một tấc bị chặt đứt thiết bá kia bị chia thành ba đoạn, cắm mực trên mặt đất, diều hâu đen mặt, cả người run rẩy như là trúng độc, hoa khuynh mặt mày buông xuống, chỉ là liếc mắt nhìn diều hâu thê thảm một cái, liền lười quan tâm đến, lúc này, vốn dĩ Tô Yên vẫn luôn đứng ở đằng xa quan sát đột nhiên phát hiện, Trồn tinh bị đạp vào trong đất, không thấy đâu, ân, chạy mất rồi, không có khả năng, ở đây tất cả đều là hoang mạc, dù cho là chạy trốn thì cũng sẽ khiến cho người khác phải chú ý, còn có, ở trên mặt đất mấy thứ bắn trắng kia là cái gì? Tô Yên muốn xem rõ hơn một chút, tiến lên hai bước, nàng vừa tiến lên mới phát hiện, là mối đất, rậm rạp, mỗi một con phải to bằng một ngón áp út vậy, mà chúng nó không ngừng ở bên ngoài di chuyển, nhung nhúc một đám, nàng thấy trong chỗ đám mối cuồn cuộn có quần áo của trồn tinh. Nàng muốn lui lại, lại phát hiện thân thể mình run dày không ngừng, căn bản một bước cũng không thể động đậy, tim theo bản năng đập nhảy nhảy lên, thực mau trên trán thấm một tầng mồ hôi trong lòng sinh ra khủng hoảng. Đây là làm sao vậy? Tô Yên sửng sốt, tiểu hoa kịp thời phát ra tiếng ký chủ. Nguyên thân lúc chết đi bị đẩy vào độc trùng. Ngài kế thừa thân thể nguyên thân, bởi vì nguyên thân không có nguyện vọng, cho nên ngài cũng kế thừa cảm giác sợ hãi của nàng ấy. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 741 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, editor, vio beta, tinh niệm tô yên ở tại chỗ run dày căn bản không động đậy mà những con mồi đó tựa hồ đã nhận ra nàng rậm rạp hướng đến phía nàng tô yên nhắm mắt lại phía sau nghe được âm thanh hoa khuynh đang nhìn cái gì vừa hắn nói hắn đã chạy tới trước mặt tô yên lúc này mới phát hiện nàng đang sợ hãi phát run tô yên cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức lực xoay người lập tức liền ôm chặt lấy hắn chôn ở trong lòng ngực hắn có con mối nàng nói ra mấy chữ này thân thể đều sắp muốn ngã tô yên vốn là không sợ nhưng là nguyên thân sợ hãi qua mãnh liệt, hiện giờ cũng thành ra là nàng sợ hãi, nói xong mấy chữ kia, trong miệng nuốt nước miếng vài cái, nỗ lực dán trên người Hoa Khuynh, Hoa Khuynh lần đầu tiên phát hiện ra Tô Yên cũng sẽ sợ hãi một thứ, dọa đến toàn bộ thân thể đều ở trong lòng ngực hắn run run, liều mạng dán váo hắn, hắn ôm người vào trong ngực, tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào một đống trắng trắng kia. Âm thanh mềm nhẹ dán ở bên tai nàng thả lỏng một chút. Nàng muốn siết chặt ta đến chết sao? Nghe hắn nói chuyện, được hắn gắt gao ôm vào trong ngực, cảm giác giống như tốt hơn. Hoa Khuynh giơ tay, khói nhẹ hiện lên, một đống con mối kia tức khắc chết một mảnh, bọn chúng tựa hồ ăn tĩnh một chút, nhưng ngay sau đó, đột nhiên từ cái động dưới đất, trào ra vô số con mối, số lượng thật nhiều, nhìn vào quả thực buồn nôn, Dậm dạp điên cuồng hướng tới Hoa Khuynh cùng Tô Yên. Tô Yên vốn đang quay lưng lại, tưởng rằng sẽ không nhìn đến, chỗ nào biết mặt sau cũng đột nhiên cũng có một đoàn hướng tới bọn họ nàng vội vàng nhắm mắt lại nỗ lực bình ổn sợ hãi lời nói ra môi đều đang run sau đằng sau cũng có vừa dứt lời ong mật kia đã bay lên cao nó lắc đầu thở dài xong rồi đàn quái vật này đâu có dễ dàng chiêu chọc đâu vì sao nơi này lại không có người hoàn toàn là hoang mạc chính là bởi vì dưới nền đất đều là con mối tất cả mọi thứ trên mặt đất đều bị chúng nó gạm cắn ngay cả dưới mặt đất cũng thế đây là lãnh địa của tụi nó là hang ổ của đàn mối mắt thường đứng ở nơi này cũng có thể thấy được ở nơi xa. Toàn bộ đều là mối, có khủng bố hay không chứ? Yêu quái đối với đàn mối này là vừa hận vừa sợ. Một đám quái vật như vậy, ai dám trêu chọc? Ông Ngật đang nghĩ ngợi, nhìn tên bán yêu kia cùng một nữ nhân đang bị đàn mối này vây quanh. Liền cho rằng bọn họ xong đời rồi. Đột nhiên chỉ nghe đinh một tiếng, một cỗ uy áp thật lớn ập vào mặt, trực tiếp chấn động đến mức ông mật từ giữa không trung rớt xuống. Ông mật trong lòng chấn động, đồng thời cũng bi ai nghĩ trong lòng xong rồi xong rồi sắp chết rồi mặt đất bên dưới tất cả đều là mối trắng chỉ là phanh khi nó rơi xuống lại phát hiện trên mặt đất đều là cát mà cũng không còn một con mối nào nó sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xà yêu ở bên cạnh cắm một quyền trượng đầu rắn xuống uy áp cường đại vừa nãy chính là từ quyền trượng này vọng lại đàn mối kia không biết vì sao liền biến mất sạch sẽ ít nhất trong phạm vi trăm mét rốt cuộc không thấy một con nào, vốn dĩ cho rằng như vậy đã kết thúc, Ông mật lại phát hiện, mặt đất đối diện đang hạ xuống, không phải bị con mối cắn nuốt đến rơi xuống, giống như là có thứ gì đó ngầm sụp, làm cho mặt đất lún theo, nó yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía quyền trưởng, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 742 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, edit, tinh niệm ngầm có cái gì? Sao huyệt của mối đất? hiện giờ mặt đất hám xuống, chứng tỏ sao huyệt dưới nền đất bị sụp xuống. Ông mật hiện tại đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa. Ánh mắt nó dại dại ra nhìn xa nhân, còn có thanh quyền trượng kia. Tựa hồ, mọi chuyện còn chưa có kết thúc, chỉ thấy dưới nền đất kia bốc lên một lớp khói nhẹ. Màu sắc là màu xanh nhạt, cực kỳ quỷ dị, ông mật yêu bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, liều mạng bay phi lên trên, oanh, mặt đất hoàn toàn sụp, bên dưới hoang mạc này sớm đã bị đàn mối ăn sạch sẽ không biết gặm xuống bao nhiêu mét, vốn dĩ cho rằng một lần sụp này, sẽ là thẳng tắp đi xuống vài trăm thước, chỗ nào biết, mới hạ xuống tầm một mét, đã không còn động tĩnh gì khác, chờ đến khi nó nhìn khói nhẹ kia trên cơ bản tiêu tán sạch sẽ. Nhịn không được bay hạ xuống xem, hai chân đạp lên trên mặt đất, hắn kinh ngạc một chút, lại cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện những cái đó đều không phải là là đất cát, mà là từng khối đá nhỏ, to như ngón cái, hơn nữa hình dáng rất giống với đám mối đất vừa rồi ong mật yêu trong đầu hiện lên cái ý niệm này, nó bỗng nhiên cả kinh, cúi đầu đi xem, nơi nào là rất giống con mối, đây còn không phải là một đám con mối, bị biến thành đá sao, hắn nhịn không được duỗi tay xuống, lay vài cái, phát hiện phía dưới còn từng tảng từng tảng đám mối hóa thành đá. Nhưng những con mối đó một đám màu xanh tím, bộ dáng thảm không nỡ nhìn, ong mật yêu lại lần nữa bay lên, nhịn không được nuốt nước miếng một chút, vừa khiếp sợ vừa ghét bỏ, những con mối đó, tất cả đều đã chết sao toàn bộ nó không tin quay chung quanh nhìn cánh đồng hoang vu không ngừng bay trước kia chỉ sợ gặp được con mối hiện giờ thế nhưng còn hy vọng tìm ra một con tới nhìn xem mối đất là động vật quần cư từ trước đến nay đều cùng nhau hành động tự nhiên chết cũng cùng nhau tô yên gắt gao ôm hoa khuynh hoa khuynh dán lỗ tai nàng nhẹ giọng nói đều đã chết tô yên vẫn nhắm mắt lại không buông ra thật lâu sau nàng chậm gì gì ra tiếng chúng ta đi thôi cách nơi này xa một chút Hoa Khuynh khó được nhìn đến một mặt như thế của nàng. Bế ngang người lên, vung tay một cái, quyền trượng kia lại lần nữa biến mất, yết hầu hắn lăn lộn, ở bên tay nàng lên tiếng được, mang nàng đi, lúc này đây, Hoa Khuynh đi với tốc độ thực mau, một canh giờ sau, đã hoàn toàn tiến vào yêu giới, lúc này, tốc độ Hoa Khuynh mới chậm lại, cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, phát hiện nàng còn gắt gao nhắm mắt lại, không muốn mở ra, hắn ngậm ý cười chúng ta đã rời khỏi chỗ đó rồi. Tô Yên nghe, lúc này mới chậm rãi mở mắt, phát hiện bọn họ tiến vào một tòa thành trì, ở trên phố còn có yêu đi ngang qua, tay Tô Yên bắt lấy hắn vạt áo cũng chậm rãi buông ra. Trong lòng bình tĩnh rất nhiều, nàng lúc này mới phát hiện, thế nhưng cả người mình ướt đẫm, tay còn đang run rẩy Hoa Khuynh không nói thêm gì, chỉ vẫn luôn ôm nàng vào trong ngực, cho đến khi bọn họ tiến vào một nhà khách điếm, thanh toán vàng lá sau đó tiến vào trong phòng, hắn đặt nàng ở trên giường, thấy nàng chậm gì gì lau mồ hôi trên má. Hắn khom lưng cúi xuống hôn, nhìn nàng sợ như vậy, Tô Yên sửa sang lại một chút cảm xúc, vốn dĩ muốn lắc đầu, cuối cùng vẫn là héo héo gật đầu rất nhiều côn trùng ở thành đàn. Liền sẽ sợ hãi, cũng không cách nào đi đường. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 743 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, edit, tinh niệm vừa mới ở trên hoang mạc kia, đừng nói chiến đấu cùng những con mối đó, dù tính là bước chân đi Phòng chừng mới vừa động, chân đã mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, tuy rằng là nguyên thân sợ hãi, nhưng trải qua một hồi như vậy, trong lòng Tô Yên cũng có ám ảnh, hoàn toàn biến thành nàng sợ hãi, hoa khuynh ngậm cười ân nhân hắn hô một tiếng, Tô Yên ngẩng đầu ân, dây tiếp theo, đã bị hoa khuynh ấn ở trên giường, kề sát thân thể của nàng, hôn lên môi nàng, khác với những lần trước hung mãnh, lần này khó được ôn nhu, cho đến khi lực chú ý của Tô Yên hoàn toàn đều ở trên người hắn hắn cười nhạt ghé vào bên tai Tô Yên, bộ dáng vừa nãy của ân nhân, thực ngốc, a à, Tô Yên chớp chớp mắt, lập tức hiểu rõ, hắn đang chê cười nàng, nàng trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên dùng sức, nâng chân lên câu lấy eo hắn, thoáng dùng sức, thuận thế vừa chuyển, tư thế tức khắc biến thành Tô Yên đè nặng hoa khuynh, một bàn tay nàng chống giường, một bàn tay khác nâng cầm hoa khuynh lên, cúi người, hôn xuống, rất là bá đạo, nàng vừa hôn xong. Hoa Khuynh sững sờ ở chỗ đó, một nữ tử luôn luôn mềm mại, đôi mắt trong suốt, đột nhiên kiên cường lên, thế nhưng hắn cảm thấy càng câu nhân, Tô Yên nhìn hắn, sau đó nói ta về sau sẽ không để mình gặp chuyện như vậy nữa. Cho nên, chàng phải quên chuyện vừa nãy đi. Hoa Khuynh nghe ra ý của nàng, là cảm thấy mất mặt, hắn duỗi tay thưởng thức một lọn tóc đang rũ xuống của Tô Yên. Ở trên tay quấn quanh nếu ta quên đi, có chỗ tốt gì sao? Ân nhân Tô Yên nhìn hắn ta là ân nhân cứu mạng của chàng. Chàng còn muốn được chỗ tốt gì nữa? Hoa Khuynh trong mắt hiện lên ánh sáng, trước kia vẫn luôn cảm thấy vị ân nhân này của hắn ngốc ngốc, bộ dáng thực dễ lừa, hiện giờ mới phát hiện, không dễ lừa a, à, không chỉ là không dễ lừa, dường như còn có chút thân thủ nha, như là vừa nãy, nàng duỗi tay đã có thể đè ép hắn, đang nghĩ ngợi tới đây, Tô Yên đương nhiên cúi người, lại lần nữa hôn hắn, một bên hôn một bên cắn. Hắn giống như càng tích hôn một cách đơn giản thô bạo. Quả nhiên, nàng vừa cắn, cả người hắn đều hưng phấn không ít, lại như là đang khắc chế cái gì, vẫn luôn ôm eo nàng, không có động tác gì khác. Chờ Tô Yên hôn xong, nàng phát hiện hoa khuynh trong mắt đều mang theo dục vọng. Khóe môi bị nàng cắn có chút đỏ lên, nhìn qua càng thêm một phần mị lực, một đôi phượng nhãn lưu chuyển ở trên người Tô Yên, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, như thế nào hắn cười, liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy rất muốn lại hôn một chút lúc này hoa khuynh ít hầu lăn lộn ra tiếng ân nhân còn muốn hôn sao tô yên nhịn không được liếm một chút môi muốn một chữ rơi xuống lại lần nữa cúi người hôn xuống hoa khuynh bị nàng trả lời dứt khoát một câu hắn buồn cười vốn tưởng rằng đầu gỗ này khó nở hoa phải hướng dẫn từng bước chỗ nào biết còn dễ dụ hoặc như vậy a à. một khi đã thế liền không cần nở hoa rồi chọn ngày lành tháng tốt ăn vào trong miệng hoa nở hay không từ từ sẽ tới hoa khuynh phát hiện từ khi ngày càng thân mật cùng nàng chuyện báo thù hắn đều gác qua một bên vốn tưởng rằng chỉ là một người giúp hắn giải buồn không nghĩ tới thế nhưng bá chiếm tất cả lực chú ý cùng tâm tư hắn điều này khiến trong lòng hắn khiếp sợ nhưng hắn cũng lười sửa đúng nhìn nàng cười nhạt ôm hắn trái tim đen tối kia giống như đều đang nhảy lên chỉ có vào một khắc đó hắn mới có thể biết chính mình còn sống nhất cử nhất động của hoa khuynh đều mang theo dụ hoặc cùng dục vọng Tô Yên tự nhiên là biết hắn là muốn làm gì, yêu vương đại nhân hắc hóa chung 35 chỉ là vào ngay lúc này. Hoa Khuynh đột nhiên kêu lên một tiếng, Tô Yên sửng sốt, dừng động tác hôn môi, cúi đầu đi xem hắn, chỉ thấy môi hắn bị nàng cắn hồng hồng, sắc mặt lại rất tái nhợt, Tô Yên nuốt một chút, nàng duỗi tay, vỗ về chơi đùa môi hắn cắn đau, nàng dối rắm chỗ nào biết, được nàng vừa chạm vào, Hoa Khuynh trong miệng tràn ra một tiếng hừ thoải mái, gương mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Có chút, quá bình thường, gương mặt hắn đang nóng lên, lúc này, Hoa Khuynh mở mắt, một đôi phượng nhãn nâng lên, mặt mày mang theo một cỗ lười biếng cùng ý vị liêu nhân. Ít hầu lăn lộn ân nhân thanh âm khàn khàn kia bao hàm dục vọng. Tô Yên sau khi chố mắt một cái, chớp chớp mắt, sắc mặt có chút hồng, chàng, nàng lại không phải người ăn chay niệm Phật, câu dẫn như vậy là ai cũng chịu không nổi a. À. Tô Yên còn đang nghĩ nghĩ, Hoa Khuynh đột nhiên xoay người đè nàng ở dưới thân, hôn môi âu yếm, chằn chọc triền miên, ôm mặt bên người, Hoa Khuynh từng tiếng nói bên tai Tô Yên ân nhân, Hoa Khuynh sẽ làm nàng thoải mái, hắn ngậm ý cười, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, Tô Yên chạm vào hắn, chỉ cảm thấy thân thể hắn nóng bỏng, hắn chậm rãi nói xong câu kia, bỗng nhiên cúi người, động tác hôn môi trở nên hung mãnh dùng sức, trên tay cũng nhanh chóng xé rách quần áo Tô Yên, liền nghe xoẹt một tiếng, quần áo nàng đã bị xé rách hơn phân nửa da thịt tinh tế còn có yếm hồng lộ ra. Ưng Tô Yên truyền đến một tiếng rên nhẹ, làm động tác hắn ngừng lại phút chốc, sau đó càng thêm thô bảo dùng sức, hắn từng tiếng gọi Tô Yên ân nhân thanh âm kia mang theo dụ hoặc cùng câu nhân. Tô Yên trong đầu tất cả đều là hỗn độn, vô pháp hỏi, chỉ có thể tùy ý hắn đùa nghịch. Lúc này, thanh âm tiểu hoa đột nhiên truyền đến ký chủ, "Ký chủ, thanh tỉnh một chút, không cần bị mê hoặc." Tô Yên nghe được thanh âm tiểu hoa, mở mắt, thanh tỉnh trong chớp mắt, nhưng liền nghe hắn nói từng tiếng ngữ điệu liêu nhân, nhìn dục vọng xuất hiện trên gương mặt kia, đảo mắt liền lại muốn say mê trong đó. Tiểu Hoa có chút sốt ruột ký chủ, không cần bị mê hoặc, ký chủ, thanh tỉnh một chút, hắn sắp chết, một câu cuối cùng này của Tiểu Hoa, lập tức làm Tô Yên tỉnh táo lại, Tô Yên thanh âm trầm tĩnh hắn làm sao vậy, ký chủ, bởi vì hắn thanh trừ những cái con mối đó, điều động thánh khí, cho nên trong cơ thể linh khí bạo trướng, hắn hiện giờ đã có chút tẩu hỏa nhập ma chỉ cần phải dẫn hắn đến một địa phương an tĩnh, để hắn hoàn toàn biến thành hoàng kim cự mãng, bằng không hắn không chịu nổi linh khí do thánh khí mang đến. Sẽ ở lúc các ngươi, ái ái, nổ tan xác mà chết, tô yên nàng sau khi nghe xong tiểu hoa nói, dây tiếp theo, nâng tay lên, một trường đánh vào trên cổ hoa khuynh, tức khắc người kia hôn mê bất tỉnh, nàng xoay người đứng lên, sửa sang lại quần áo, đầu đã chậm rãi thanh tỉnh, lúc này, nàng mới phát giác không thích hợp tiểu hoa ân ký chủ vừa mới là chuyện như thế nào a à, ký chủ cũng đã nhận ra a à, có phải cảm thấy chính mình xa vào quá nhanh hay không tiểu hoa non nớt nói tô yên gật đầu ân nàng không che giấu thừa nhận ký chủ xa tính dâm đáng, mà hắn lại có được hắc ám thánh khí medusa nguyên rùa trên người hắn sẽ không tự giác phát ra hơi thở câu dẫn người chỉ cần hắn muốn trên cơ bản không ai có thể thoát được cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo mời các bạn theo dõi chương 744 của tác phẩm Nam chủ bệnh kiều. Sủng lên trời, edit, tinh niệm có thể nói đây là thánh khí giúp gia tăng dân số. Medusa nghe đồn chính là xả yêu nữ vương sẽ dụ hoặc người. Trước nay đều không có nam nhân nào có thể thoát được tay nàng ta. Hiện giờ, nữ Medusa đổi thành nam Medusa, ký chủ còn khuynh tâm với hắn, này không phải một giây liền trầm luân sao? Tô Yên nhắm mắt, hít sâu một hơi, để chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó xuống giường, khiêng người dậy, quần áo hắn bất chỉnh, nhưng mà hiện tại đã không có thời gian quản này nó. Nàng thực mau đỡ hắn đi ra bên ngoài khách điếm, nghe theo tiểu hoa chỉ dẫn, ra khỏi thành tìm được một sơn động, nàng nâng người đi vào, an trịt xong, tô yên lỡ thường, mệt thở hồng hộc, tu vi nàng còn chưa có khôi phục, nhưng là thể năng so người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể khiêng hắn đến đây được, nhưng mà, khiêng một đại nam nhân, đi mười mấy dạp đường, ra khỏi thành tiến vào vùng ngoại ô, dù là ai cũng đến mệt nằm sắp xuống. Một nén nhang sau, Tô Yên rõ ràng phát hiện hoa khuynh biến hóa, làn da hắn bắt đầu biến thành màu đen, nửa người dưới đuôi rắn hoàng kim cự mãng cũng biến đổi ra. Một cỗ uy áp cường đại đang không ngừng phát ra bên ngoài. Tô Yên không cảm giác được, nhưng là chung quanh sơn động các loài yêu thú đều phát ra tiếng kêu to. Tiểu hoa thanh âm vang lên a à. ký chủ thế nhưng không có chuyện gì. Ân, dựa theo trong nguyên tác, Nguyên thân ở cùng hắn trong Hàn Thiên Động, thánh khí cùng hoàng kim cự mãng tản mát ra uy áp. Bởi vì Nguyên thân ở gần nên bị trọng thương hôn mê, thiếu chút nữa đã chết, nhưng là ký chủ lại không phải chịu uy áp này a. À. Tô Yên cúi đầu, nhìn chính mình không xảy ra việc gì, hình như là không có chuyện gì. Sau đó, Tiểu Hoa nói a, à, em biết, ký chủ chỉ có năng lực ngự thú, vô luận hoàng kim cự mãng có bao nhiêu lợi hại, nó vẫn chỉ là thú uy áp ấy chỉ uy hiếp với những vật dưới đẳng cấp của nó, mà chỉ áp đảo phía trên, cho nên sẽ không có việc gì. Vừa nói xong, tiểu hoa một bên lại cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Điều này cũng có thể nghĩa ra, thời gian một chút qua đi, nam chủ tiến hóa hiện tại vừa mới vừa mới bắt đầu. Sắc trời dần dần trở tối, tô yên dựa vào ven tường, đầu tiên là bị một đám con mối dọa ra một thân mồ hôi. Khiêng hắn chạy đến đây lại ra một thân mồ hôi tiếp. Nàng trong chốc lát có chút khốn đốn, muốn dựa vào ven tường ngủ một lát, bỗng nhiên, Tô Yên nghe bên ngoài truyền đến thanh âm ong ong ong. Ngẩng đầu vừa thấy, một con ong mật bay vào, cái đầu so với con mà Tô Yên từng gặp qua phải lớn hơn một chút. Tô Yên nhìn ong mật kia trong chốc lát, nó cũng ở trước mặt Tô Yên vòng hai ba vòng, sau đó bay vào bên trong, Tô Yên chậm rãi nói lại bay vào trong, liền chết, con ong mật kia dừng một chút, dạo qua một vòng rơi xuống trước mặt Tô Yên, sau đó lắc mình một cái, biến thành nhân loại mặc một thân áo vàng phía trước thắt một rúng tóc nhìn qua có chút buồn cười ông chúa trên dưới đánh giá tô yên một nhân loại không có tu vi cũng dám tới địa bàn yêu giới thật to gan tô yên nhìn hắn thổ lộ ra hai chữ ông chúa ông chúa có chút kinh ngạc ngươi nhận ra ta ông núa, ở trong chuyện là thuộc hạ đắc lực của hoa huynh trở thành tả hộ pháp trong chuyện cũng chỉ miêu tả vài câu về hắn sức lực lớn phía trước cột lấy một rúng tóc trùng hợp một con trước mắt này phù hợp với miêu tả. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 745 của tác phẩm Nam Chủ Bệnh Kiều. Sủng lên trời, edit, tinh niệm tô yên ra tiếng nghe nói qua. Ông chúa bị những lời này chọc cười đại danh của ta đều truyền tới nhân giới đi. Tô yên trầm mặc, ông chúa nghi hoặc như thế nào không nói. Tô yên sẽ không nói dối. Ông chúa, ông chúa nhìn hoa khuynh phía sau tô yên. nhau mắt hắn là... Tô Yên trả lời dứt khoát, sắp trở thành thần thú thượng cổ. Hoàng Kim Cự Mãng, ánh mắt ông chúa co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Yên, ngươi nói cái gì? Tô Yên, hắn có huyết mạch Hoàng Kim Cự Mãng, bị Hắc Ám Thánh Khí kích phát rồi. Nghe bốn chữ Hắc Ám Thánh Khí, ông chúa đôi tay đều đang phát run, khi nhìn thấy đàn mối hóa đá kia, hắn đại khái đã đoán được là cái gì, nhưng từ trong miệng Tô Yên nghe được lời này, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắc Ám Thánh Khí, ông chúa lẩm bẩm nhìn Hoa Khuynh, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau, hắn rốt cuộc giấy dụa thoát ra khỏi dụ hoặc từ hắc ám thánh khí nhìn về phía Tô Yên. Trên dưới đánh giá, hừ cười một tiếng tiểu cô nương, ngươi cũng quá đơn thuần, nói hết của cải cho ta, nếu là ta có ác ý, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Tô Yên thật sâu nhìn hắn, thật lâu sau rời đi tầm mắt, ông chúa bị ánh mắt Tô Yên kia chọc tới rồi, ngươi có ý tứ gì? Ta là đang cứu ngươi, nói như thế nào, Hắc Ám Thánh Khí Medusa nguyên rủa chỉ thừa nhận Hoa Khuynh là chủ. Ngươi nếu là cường đoạt, sẽ bị thạch hóa ở đằng kia. Hắn đang trải qua quá trình hoàn toàn biến thành hoàng kim cự mãng. Hắc Ám thanh Khí sẽ bảo hộ hắn, ngươi có thể đi thử xem, nhìn xem trước khi ngươi chết có thể đụng tới hắn hay không. Khó được khi Tô Yên nói nhiều thế này, ông chúa sắc mặt thay đổi mấy lần. Thật lâu sau, ngươi có mục đích gì? Tô Yên chớp chớp mắt, không có mục đích gì, dù sau về sau sẽ trở thành tả hộ pháp Vạn nhất lúc này bị hóa thạch chết mất, thì không tốt, đương nhiên, ông chúa không biết cái lý do này, nhưng hắn sở dĩ là ông chúa, ngoại trừ thực lực, cũng là kẻ có đầu óc, hắn quăng một chút bím tóc trước mặt mình, nhìn tô yên ngươi là muốn lưu giữ ta, để ta đi theo hắn, ông chúa một bộ dáng ta biết tổng bàn tính nhỏ của ngươi rồi. Hắn cảm thán ngươi là một nhân loại, thế nhưng còn bầy mưu giúp một con yêu mưu quái, thích hắn, tô yên chớp chớp mắt, gật đầu ân ông chúa sửng sốt vốn là trêu chọc một câu phần lớn nữ tử nhân giới đều thẹn thùng đặc biệt là việc tình tình ái ái bảo thủ thực không nghĩ tới hắn vừa hỏi nàng thế nhưng thực thành khẩn gật đầu ông chúa đánh giá tô yên trong mắt có một tia tán thưởng thấy nhiều các người nhân giới ra vẻ đạo mạo dối trá đến cực điểm trực tiếp giống ngươi như vậy nhưng thật hợp khẩu vị ta nói xong hắn lại khẽ cười một tiếng đáng tiếc ta không có khả năng đi theo hắn hắn vừa dứt lời liền lại bị nữ tử này thật sâu nhìn thoáng qua như là đang nhìn một kẻ nhược trí, làm hắn có chút bực, hắn đều không phải là yêu vương. Dựa vào cái gì dăm ba câu của ngươi, ta liền bỏ chức ông chúa, làm tùy tùng của hắn. Tô Yên trầm mặc trong chốc lát, huyết mạch thần thú thượng cổ hoàng kim cự mãng, cũng là yêu duy nhất có được thượng cổ huyết mạch, lại có hắc ám thánh khí thêm vào, ngươi nói, ở yêu giới còn có ai đấu được với hắn? Ông chúa lại lần nữa trầm mặc, Tô Yên nói không sai, dù là không có hắc ám thánh khí, chỉ dựa vào huyết mạch thượng cổ Bọn họ đã bị áp chế, hiện tại lại có hắc ám thánh khí, chỉ sợ yêu vương lại